chương 11 Quỷ khuất Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trở lại anh quốc công phủ về sau, Trung Thanh liền bị gọi vào phòng trước đi, bên cạnh còn đứng lấy một con thần sắc vô tội dịu dịu. Hai người các ngươi lợi hại a à, hoàng đế nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn, biểu lộ bất thiện. Thế mà lén lút chạy đến loại địa phương kia đi. Trung Thanh lớn tuổi chút, tăng thêm mới đã bị phụ thân giáo húng quá, lúc này ấy nấy cúi đầu, không có lên tiếng. Diệu Diệu ngược lại không cảm thấy tự mình làm sai cái gì, mặc dù cúi đầu, nhưng chỉ nhìn nàng tại dưới đáy lượng vòng vòng hai cái tay nhỏ, liền biết không có nhiều sám hối ý tứ. Hoàng đế nhìn tim khó chịu, nửa ngồi hạ thân nhìn nàng, nghiêm túc nói: Diệu Diệu, về sau không cho phép, có nghe thấy không? Diệu Diệu còn nhớ hắn mới gỡ mài vết mèo sự tình, nháy mắt, thuận miệng đáp: Nha. A à là có ý gì? hoàng đế lông mày khẽ động nói biết sai chưa Diệu dịu nhìn hắn xem xét qua loa nói biết thật sao hoàng đế nhìn xem nàng nghĩ luôn cảm thấy không giống a à. chỉ là lúc này người đều trở về hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa đứng thẳng thân hướng trước mặt hai người nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hắn dạng này giảng hai đứa bé liền biết chuyện này quá khứ cùng nhau buông lỏng một hơi. Diệu diệu lần này về nhà, đã gần nửa cái nguyệt, hoàng đế trong cung phòng không gối chiếc, nghĩ tiểu tức phụ nghỉ ngủ không được, dứt khoát trực tiếp tiếp nàng trở về, chờ ra anh quốc công phủ, lại mang nàng về nhà ngoại đi một lần, liền một đạo về cung. Nắm tiểu cô nương đi ra ngoài, hắn còn nhớ vừa mới chuyện kia, chua chua, liên tục cùng nàng giảng. Về sau muốn đi chỗ nào, liền cùng tiểu ca ca nói, không cho phép cùng nam nhân khác vụn trộn ra ngoài dịu dịu miết miệng không vui trung khanh ca ca mới không phải cái gì khác nam nhân cái này một lớn một nhỏ lúc nói chuyện anh quốc công liền đi theo phía sau đưa nghe xong dịu dịu dạng này giảng trước mắt liền là tối sầm quả nhiên câu nói này vừa rơi xuống đất hoàng đế liền đứng vững cúi đầu đi xem dịu dịu một mặt bị lục ưu thương dịu dịu ngươi gọi thế nào hắn ca ca Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, vô tội nói: "Diệu Diệu một mực dạng này gọi nha." Về sau không cho phép, hoàng đế chua đau răng, nửa ngồi hạ thân, chân thành nói: "Chỉ cho gọi như vậy tiểu ca ca." "Không muốn." Diệu Diệu nhỏ lông mày nhíu lên, không vui. Trực tiếp gọi người danh tự, không lễ phép. "Dẹp đi đi." Hoàng đế ở trong lòng oán thầm, đời trước ngươi gọi thẳng trẫm danh tự thời điểm, còn ít a. À. Nhưng mà lúc này hắn thật đúng là không tốt phản bác lời này dừng một hồi lâu mới nói liền gọi hắn diệp công tử tốt cũng không cần dịu dịu lắc đầu nói quá lạnh nhạt không tốt hoàng đế trong lòng chua ứa ra phao nhi anh quốc công lại nghe không nổi nữa có ý tứ gì a bệ hạ hắn cái này đầy miệng oán khí làm sao khiến cho cùng tiểu tức phụ hồng hạnh xuất tường đồng dạng hắn xem như đã nhìn ra từ 30 lần đến 3 tuổi ở vào trong lúc này đều tại hoàng đế đề phòng phạm vi bên trong bệ hạ hắn nói ngài còn muốn hướng ngụy quốc công phủ đi canh giờ muốn tới đã không kịp hoàng đế nhìn xem sắc trời hậm hực thu ghen tuông đem con mèo nhỏ mò được trong ngực ôm xuất phủ đi trong lòng của hắn chua lợi hại dịu dịu cũng không vui một đường đều cứng cổ không để ý tới người hai người khó chịu một hồi vẫn là hoàng đế đầu tiên mềm lòng sờ sờ dịu dịu cái đầu nhỏ nói ngươi làm sao còn không cao hứng rồi. Dịu dịu bờ môi giật giật, xem hắn, tự hồ có chút chần chờ, cuối cùng mới rầu rĩ nói. Dịu dịu thích cùng Trung Thanh ca ca chơi, cha mẹ đều mặc kệ dịu dịu gọi hắn cái gì. Tiểu hài tử bột tuệt, hoàng đế nhưng vẫn là nghe được nàng ý tứ. Cha mẹ đều mặc kệ, ngươi dựa vào cái gì quản ta đây. Nàng cũng rất thích cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Hoàng đế tâm lập tức liền mềm nhũng, giống như là trong nồi nấu một canh giờ gạo, nhu nhu, mềm thấu. Hắn quên, dịu dịu còn nhỏ, xa không đến sáng tỏ tình yêu nam nữ thời điểm. Đối với nàng mà nói, kia là phải tốt tiểu đồng bọn, mà hắn lại bởi vì mình nội tâm tưởng niệm, không cho phép nàng kết giao bằng hữu, thậm chí đem bọn hắn ngăn cách mở. Quá ích kỷ. Là tiểu ca ca không tốt, hoàng đế hướng nàng tạ lỗi, chân thành nói. Không nên câu thúc dịu dịu, cũng không nên can thiệp dịu dịu kết giao bằng hữu thật xin lỗi dịu dịu tâm địa rất mềm nguyên bản tuy có điểm không vui nhưng nghe hoàng đế dạng này rõ ràng xin lỗi ngược lại có chút xấu hổ cúi đầu xuống nàng nhẹ nhàng từ một tiếng tiểu thê tử của hắn nha vốn là như vậy làm cho người thích xoa bóp dịu dịu lỗ tai nhỏ hoàng đế ôn nhu nói vừa mới là trẫm không tốt vẻn vẹn ngoài miệng nói xin lỗi cũng không thành Diệu Diệu có cái gì muốn sao? Nói ra, trẫm đều tùy ngươi. Diệu Diệu mắt hạnh sáng lên. Thật sao? Hoàng đế gật đầu. Trẫm lừa qua ngươi sao? Đổi lại kiếp trước tiểu cô nương tất nhiên sẽ phản bác, cái này không cần mặt mũi, lừa nàng thời điểm có nhiều lắm. Nhưng lúc này Diệu Diệu còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, nghe hoàng đế dạng này giảng, vô cùng vui vẻ, cái đầu nhỏ ngẩng lên, tiểu tiểu thanh hỏi, cái gì đều có thể sao hoàng đế duy trì lấy mình người nói là làm thiết tự nhiên a à, dịu dịu nháy một chút mắt cao hứng bừng bừng hỏi vô tâm cắm liễu liễu xanh ung rốt cuộc là ý gì hoàng đế trong lòng lấp kín sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tiểu hài tử gia da lẫn vào những chuyện này làm cái gì đổi một cái dịu dịu có nhỏ tâm tình là ngươi nói cái gì đều theo dịu dịu. Hoàng đế Ế Trụ nửa ngày sau mới nói, cái này không thành, thay cái khác. Tiểu cô nương không mua hắn sổ sách, tức giận nói, tiểu ca ca là lừa đảo. Nói xong, liền quay quay đầu đi, không để ý tới người. Hoàng đế có chút chột dạ, nhẹ nhàng gọi nàng. Dịu dịu. Dịu dịu lỗ tai nhỏ giật giật, không để ý tới hắn. Hoàng đế ngữ khí càng nhu lại để cho nàng. Dịu dịu. Tiểu cô nương dứt khoát dùng tiểu bàn móng vuốt bưng kính lỗ tai. Hoàng đế thấy thế, rốt cục ngừng miệng. Hắn đem mã thúc rất chậm, miễn cho dịu dịu không thích ứng, gặp nàng tựa hồ thật tức giận, âm thầm kêu khổ, đi ngang qua một cái đầu phố lúc, chợt trong lòng hơi động, dục ngựa chuyển phương hướng, mang nàng hướng phố xá bên kia mà đi. Dịu dịu, hắn hướng đưa tay buông xuống tiểu cô nương nói trẫm dẫn ngươi đi cái có ý tứ chỗ chơi nhi. Diệu diệu còn tại tức giận, chỉ coi làm không nghe thấy, không có trả lời. Thẳng đến. Một chuỗi bị đường nước tưới đỏ rực mức quả, bị hoàng đế đưa đến trước mặt nàng đi. Quả mận bắt gián vóc cực lớn, bên trong hạch nhi bị móc xuống, bên ngoài dội lên một tầng đường nước, cách thật xa, liền có thể nghe được mê người điềm hương khí. Diệu diệu không có lên tiếng, nhưng một đôi mắt hạnh trực câu câu nhìn chầm chằm hồn nhi đều nhanh không có. Muốn ăn. Nàng không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Ăn đi, hoàng đế đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, đem mức quả đưa cho nàng, ôm nhu nói. Trẫm nhớ kỹ, dịu dịu thích ăn nhất ngọt. Dịu dịu còn nhớ rõ mình đang cùng hắn chiến tranh lạnh sự tình, nhìn xem hoàng đế mang cười mặt, nhìn nhìn lại trước mặt này chuỗi mức quả, trong lúc nhất thời dao động không chừng. Cho tới nay, tiểu ca ca đối dịu dịu đều tốt như vậy, cho nên, không sai biệt lắm liền tha thứ hắn đi. Mới. Mới không phải bởi vì Diệu Diệu muốn ăn mứt quả đâu. Vui vẻ đem mắt hạnh nheo lại, tiểu cô nương đem mức quả nhận lấy, thận trọng ăn hết đỉnh cao nhất cái kia. Ăn ngon thật dực, nàng cười con mắt đều cong, giống như là Nguyệt Nha đồng dạng. Hoàng đế nhìn nàng đơn giản như vậy vui vẻ, cũng cảm thấy tim ấm áp, liền nửa ngồi tư thế sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, đùa nàng nói. diệu diệu cho tiểu ca ca ăn một cái, có được hay không? Diệu diệu nghĩ nghĩ, đêm này chuỗi mức quả ngã vào hoàng đế trước mặt đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không bỏ, nhắc nhở. Nói xong, chỉ cho phép ăn một cái. Hoàng đế kỳ thật không thế nào thích ăn ngọt, chỉ là bị tiểu cô nương vẽ mặt khả ái xúc động, thuận mồm nói chuyện thôi, gặp nàng coi là thật đem đến miệng mức quả đưa tới, lại cảm động lại uất ức, ức. Hắn là biết tiểu cô nương đến cỡ nào hộ ăn mỉm cười, hoàng đế cúi đầu cắn một cái, không ngờ cái kia đường nước tưới nặng nề, một cái tiếp một cái liền chặt chẽ, hắn chỉ cắn một cái, lại mang theo rồng rã ba cái. Diệu diệu nhìn thấy một màn này, không tự giác trừng to mắt, đau lòng nghĩ lăn lộn trên mặt đất nhi, một mặt bị phản bội thương tâm. Không phải nói chỉ ăn một cái sao. Tiểu ca ca là người xấu, đoạt diệu diệu mất quả ăn. Hoàng đế kỳ thật chỉ cắn một cái, còn lại cái kia hai cái còn không có động đâu, đang định trả lại cho nàng, nghe thấy lời này, cũng cho gác lại ở, răng rắc răng rắc hai tiếng, đem còn lại hai cái một lên nhai. Cũng không thể bạch bạch gánh một cái đoạt tiểu hài tử mức quả ô danh A. Cuối cùng, hắn còn dày hơn nhang vô sĩ hướng tiểu cô nương cười cười. Tiểu ăn hàng bị cướp âu yếm đồ ngọt, nàng mà nói, sao hoàng đế bị diệt quốc còn nghiêm trọng, nhìn một chút còn đang cười hoàng đế, cái mũi co lại, vành mắt đỏ lên. Hoàng đế chỉ muốn trêu chọc tiểu thê tử, thật không nghĩ lát nữa đem người gây khóc, vội vàng tiến tới hống. Diệu diệu thấy một lần hắn liền đến khí, đưa nắm tay nhỏ, ở trên người hắn đánh một cái. Chỉ là nàng còn nhỏ, khí lực cũng nhỏ, một điểm kia sức lực, cho hoàng đế gãi ngứa ngứa đều ngại nhẹ. Hoàng đế nửa ngồi lấy nhìn nàng, đang suy nghĩ muốn hay không trang đau nhất một chút, tốt gọi con mèo nhỏ xuất khí, nhưng mà nghĩ đến đây tiền căn vì hắn giả chết đưa tới trận kia nước mắt, lại có chút do dự. Diệu Diệu cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, nàng trí nhớ tốt, nhớ tới lúc trước hoàng đế dạy nàng đánh quyền thời điểm chiêu thức, vừa vặn dùng để đối phó trước mặt cái tên xấu xa này, một cái quét đường chân, hướng hắn quan tới. Thế nhưng là điểm trọng yếu nhất nhi, bị nàng không để ý đến. Hoàng đế thân hình cao lớn, chân dài rộng, bình thường nhất chiêu thức đều có thể hổ hổ sinh uy mà chính diệu diệu vẫn là cái thấp thấp nhu nhu tiểu đậu đinh đâu. Cái chân kia đích thật là đưa tới, nhưng bởi vì quá ngắn, không đợi đụng phải hoàng đế, còn lại một cái chân một cây chẳng chống vững nhà, nàng mất thăng bằng, rơi trên mặt đất. Che quảng đau cái mông nhỏ, dịu dịu qua một tiếng, vĩ khuất khóc lớn lên. Tác giả có lời muốn nói. Dịu dịu, khổ sở khóc lớn. Dịu dịu mới không phải nhỏ chân ngắn. Chương 12 trả thù. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệu diệu lần này khóc hung, cũng không phải một lát liền có thể hống tốt, hoàng đế nửa ngồi tại nguyên chỗ lại khuyên lại xin khoan dung, nói hồi lâu, con kia con mèo nhỏ vẫn là nước mắt trưng trưng. Hoàng đế bị bên người người qua đường chỉ trích ánh mắt đâm mình đầy thương tích, cũng cảm thấy mình khi dễ tiểu tức phụ, mặt mo có chút không nhịn được, đem béo miêu miêu ôm lấy lên ngựa, hướng ngụy quốc công phủ đi đổng thị nghe người ta nói hoàng đế mang theo nữ nhi của mình trở về vội vàng cùng trượng phu cùng nhau đi nghênh cách thật xa chỉ nghe thấy tiểu nữ nhi rút thúc tha thúc thiếp dựng tiếng khóc trong lòng lại đau lại hoảng đi mau mấy bước tiến lên đem dịu dịu tiếp vào trong lồng ngực của mình đi tiểu cô nương con mắt đều khóc đỏ lên lúc này gặp mẹ càng thấy ủy khuất chui đầu vào mẫu thân trong ngực không chịu ngẩng đầu nàng cái dạng này tự nhiên nói không nên lời cái gì nguyên do hoàng đế cũng không mặt mũi nói với người ta mình đoạt tiểu hài tử mức quả ăn chỉ ngượng ngùng đứng ở một bên nhìn hài tử đều là trên người mẫu thân đến rơi xuống thịt nào có không đau lòng đổng thị gặp dịu dịu khóc thành dạng này một trái tim cũng phải nát cố kỵ kia là hoàng đế không thể mở miệng nói cái gì thần sắc lại không khỏi có chút ủ dột hoàng đế nguyên là nghĩ đến hôm nay liền tiếp tiểu cô nương hồi cung đi thấy một lần tình này hình cũng liền thành thành thật thật đem lời kia nuốt xuống Đồng Tâm không yên lòng Ngụy Quốc công Hàn Huyên vài câu, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Diệu Diệu thật tức giận, liền Tiểu Ca ca cùng nàng nói từ biệt lời nói đều không để ý, chỉ coi là gió thoảng bên tai. Có cái này một lần sự tình, hoàng đế cũng không mặt mũi lập tức tiếp tiểu tức phụ trở về, những nại tính tình ở lại trong cung, tự mình quản lý tiểu tức phụ vật lưu lại. Ngày này buổi sáng, anh quốc công vào cung kiến giá liền gặp hoàng đế trong tay đầu cầm một thanh mới mẻ rau quả chính hết sức chuyên chú hướng trước mặt trong hộp đưa tiến tới nhìn lên trước mắt nhất thời tối sầm nơi đó đầu lại có chỉ phí hoa lục lục côn trùng nuôi còn rất béo trong nhà người khác đều nuôi tiên hạt con nai bệ hạ ngươi cái này yêu thích cũng quá tươi mát thoát tục đi hoàng đế cảm giác được anh quốc công kinh ngạc thần sắc cũng không kỳ quái thở dài nói đây là dịu dịu nuôi chờ hắn trở lại trông thấy côn trùng gầy, phải thương tâm. Anh quốc công rảnh nhiều không miệng, gặp hoàng đế thần sắc quể oải, bệnh hại tương tư, rốt cuộc nói. Không phải đều đi qua đã mấy ngày sau, bệ hạ nếu là nhớ thương, liền phân phó người mời dịu dịu tiếng cung tốt. Hoàng đế khó được có chút nhăn nhó. Không tốt a, à, vạn nhất dịu dịu còn tức giận. Anh quốc công có thoáng qua im lặng, bệ hạ ngươi cái này đức hạnh, tương lai sẽ bị tiểu tức phụ đè lên đánh đều đã vài ngày sẽ không có chuyện gì hắn nhẫn nại tính tình nói thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu hiển nhiên cố ý ra hiệu trần thánh phân phó người hướng ngụy quốc công phủ đi mời tiểu cô nương lại bất mãn quay đầu đi xem anh quốc công tá ma giết lừa nói bao nhiêu lần dịu dịu cũng là ngươi kêu anh quốc công rất thù hận mình mới lắm miệng khiến hiện tại có mới nới cũ, oán hận quay mặt qua chỗ khác, không nói. Hoàng đế lòng tràn đầy thư sướng, bắt đầu phân phó người đem dịu dịu dùng quen đồ vật bày ra đến, lại gọi ăn trưa chuẩn bị chút đồ ngọt, điểm tâm nhỏ loại hình cũng nhiều làm chút. Mắt thấy vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một con béo miêu miêu, nào biết ngụy quốc công phủ lại xảy ra ngoài ý muốn. Có ý tứ gì, hoàng đế nhướng mày, nghiêm nghị nói. Diệu diệu không muốn trở về đến là, nội thị quỳ sát tại đất, thấp giọng nói. Tiểu nương tử không chịu trở về, các nô tỳ nhất lên chuyện này liền khóc, lại không dám dùng sức mạnh. Xong đời, xong đời, anh quốc công cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tức phụ về nhà ngoại vui đến quên cả trời đất, bệ hạ bị ném bỏ. Ngươi mau đưa miệng cho trẫm đóng. Hoàng đế nhìn hầm hầm hắn. Hoàng đế ở trong lòng bàn bạc một trận, vẫn cảm thấy tiểu thê tử sau mặt mũi trọng yếu, tả hữu hôm nay cung trong vô sự, liền tự mình xuất cung, hướng ngụy quốc công phủ đi, sợ quá mức mất mặt, còn đem ăn nói khéo léo anh quốc công mang tới. Ngụy quốc công cùng Đổng thị lúc này cũng có chút dao động không chừng, dịu dịu nửa tháng trở về nhà, nửa tháng về cung, đây là trước đây liền thương định tốt, thân là thần tử, tổng không tốt hủy thiên tử ức Nhưng bên kia, tiểu nữ nhi khóc hung, chết sống không muốn, bọn hắn cũng không thể quyết tâm tàn nhẫn, Gọi người đem nàng mang vào Trong lúc nhất thời Cũng là tình thế khó xử Hoàng đế quá khứ thời cơ Thật sự là vừa đúng Hai vợ chồng hướng hoàng đế bày ra lễ Người tới ta đi hàng huyên một hồi Liền gọi người đem gõ bát Chuẩn bị ăn cơm trưa dịu dịu ôm tới Dịu dịu Hoàng đế đem tiểu cô nương tiếp nhận Phóng tới trên ghế Ấm giọng thì thầm nói Chờ một lúc cơm nước xong xuôi Cùng tiểu ca ca hồi cung đi thôi Diệu Diệu liếc hắn một cái, nói. Không. Trẫm để bọn hắn chuẩn bị quý phi xuân tuyết, còn có nhiều loại điểm tâm nhỏ, hoàng đế không người, ân cần thiện dụ. Đều là Diệu Diệu thích ăn. Vậy cũng không, Diệu Diệu đem cái đầu nhỏ quay trở lại, không nhìn hắn nữa. Diệu Diệu không có thèm. Vậy ngươi nhỏ ốc sên đâu, hoàng đế nói. Nó tổn thương còn chưa tốt, ngươi bỏ được vứt xuống nó một người sao. Diệu diệu nhỏ lông mày giật giật, có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cứng cổ, nói. Liền là không quay về. Hoàng đế rèn sắt khi còn nóng. Chúng ta không phải nói muốn cùng đi cưỡi ngựa sao. Trước một hồi trời mưa, không có thể đi thành, mấy ngày nay liền vừa vặn. Diệu diệu càng nghe, càng cảm thấy hoàng đế nói đồ vật dụ hoặc tính mười phần, nhưng mà suy nghĩ một chút hắn trước đây khi dễ mình sự tình, vừa cứng lên tâm địa tới không đi không đến liền là không đi cầm nhỏ mập móng vuốt che lỗ tai nàng thở hồng hộc nói ngươi nói dịu dịu một câu cũng không nghe trở về đi hoàng đế gặp nàng đã dần dần buông lỏng đưa tay đi đưa nàng tay nhỏ kéo xuống nói dịu dịu tiểu ca ca có thể nghĩ ngươi ngươi không nghĩ tiểu ca ca sao hoàng đế sinh anh tuấn mặt mày sơ lãng ngũ quan rất tuấn hẹp dài con mắt đối người nhìn lên có loại gần như nhu tình mê hoặc Diệu Diệu bị sắc đẹp đã động, muốn mở miệng đáp ứng, lại cảm thấy mình quá khí nhược, đưa tay đi đánh hắn một chút, nói. Người xấu, luôn luôn khi dễ Diệu Diệu. Từng, hoàng đế thuận theo gật đầu. Trẫm là người xấu. Diệu Diệu nhíu lại nhỏ lông mày nhìn hắn. Đoạt Diệu Diệu đường ăn. Không lo được quanh mình dị sắc ánh mắt, hoàng đế thành khẩn ứng. Là trẫm không tốt, về sau sẽ không. Diệu Diệu tiếp tục nói cười dịu dịu chân ngắn hoàng đế khóe môi một cái run rẩy miễn cưỡng nhịn xuống nói về sau không cười nói xong chỉ ăn một cái mức quả kết quả ăn ba cái thật không xấu hổ hoàng đế đê mi thuận nhãn nói là tiểu ca ca sai dịu dịu càng nói càng tức giận đến cuối cùng nhịn không được đưa móng vuốt nhỏ lại đánh hắn mấy lần vẫn yêu cào dịu dịu ngứa bất nạo bất nạo hoàng đế nói. Về sau, gọi dịu dịu cào trẫm ngứa. Hừ. Tiểu cô nương trúc giận, lại nhìn hoàng đế, cũng thuận mắt rất nhiều, tiểu bàn cánh tay đưa tới, vên váo tự đắc. Ông dịu dịu đi ăn cơm. Hoàng đế thuận theo đem béo miêu miêu ôm lấy. Đi đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Hắn đi đến một nửa, bỗng nhiên nhớ lại mình không biết đường, quay đầu đi xem một bên hóa đá ngụy quốc công. Ở đâu dùng cơm? Ngụy Quốc Công đứng thẳng bất động tại chỗ, dưới cánh tay ý thức chỉ chỉ phương vị. Hoàng đế kiếp trước từng tới Ngụy Quốc Công phủ rất nhiều lần, lúc này hơi thêm suy tư, cũng là không tính lạ lẫm, gật gật đầu, ôm tiểu tức phụ, hài lòng đi ăn cơm. Ngụy Quốc Công cùng Đổng thị trước đây gặp tiểu nữ Nhi khóc trống hung, như thế nào cũng không chịu hồi cung đi, còn tưởng là hoàng đế làm sao khi dễ nữ nhi của mình, hỏi dịu dịu, nàng cũng không chịu giảng, hai người mình sẽ hướng nghiêm trọng nghĩ hôm nay nghe diệu diệu thở hồng hộc chỉ trích hoàng đế một trận hai vợ chồng thật sự là dở khóc dở cười thấy hai người tự hồ hòa hảo rồi liền phân phó thu dọn đồ đạc chuẩn bị gọi diệu diệu cùng hoàng đế hồi cung đi diệu diệu tính tính tốt nhưng thường thường là tính tính tốt người bạo phát mới càng đáng sợ đừng nhìn nàng tại ngụy quốc công phủ từng cái chỉ trích hoàng đế nhiều như vậy tự hồ là nối lại tình xưa nhưng trên thực tế trong đầu nhớ kỹ nhưng rõ ràng đâu hồi cung về sau, nàng đi trước nhìn nhìn mình nuôi con kia thụ thương ốc sên, gặp còn không có mọc ra sát nghi đến, liền có chút ấm ức. Tiểu ca ca không dụng tâm chiếu cố nó. Dịu dịu nhíu lại nhỏ lông mày nói. Hoàng đế quan cùng đậu Nga có liều mạng, nghĩ nghĩ, lại không muốn cổng hát qua, nhân tiện nói. Đây không phải bình thường ốc sên, mà là sẽ biến hồ điệp ốc sên, lột ra sát nhi sau lại nuôi một hồi, liền có thể biến thành hồ điệp. Diệu diệu hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Hoàng đế khẳng định gật đầu. Thật. Nếu dối gạt diệu diệu mà nói, tiểu cô nương chân thành nói. Về sau lại không để ý đến ngươi? Không lừa ngươi, hoàng đế ngồi xổm người xuống, duỗi một đầu ngón tay quá khứ. Chúng ta ngoéo tay. Tại diệu diệu trong lòng, ngoéo tay thế nhưng là rất thần thánh ước định. Tiểu ca ca có thế làm như vậy, nghĩ đến là có nắm chắc vui vẻ cùng hắn kéo qua câu, nàng đi lấy rau quả đến, chuẩn bị uy ốc sên. Mặc dù cùng hoàng đế cười cười nói nói, nhưng dịu dịu trong đầu còn nhớ thù đâu, chạy đến trong hoa viên đi tìm cùng cỏ đuôi chó, lén lút giấu đi. Tối hôm đó, mắt thấy hoàng đế ngủ thiếp đi, nàng liền thận trọng ngồi dậy, cầm cỏ đuôi chó đi cọ lỗ mũi người, mắt thấy hoàng đế nhanh tỉnh, liền vội vàng nằm xuống, làm bộ mình ngủ. Hoàng đế vẫn cảm thấy dịu dịu là hài tử ngoan, vô luận kiếp trước kiếp này đều không có phát giác trong bụng của nàng còn có một vụn ý nghĩ xấu nhi một đêm này ngủ được không bình yên lại cũng không có hướng trên người nàng nghĩ hắn chỉ cảm thấy mình tự hồ làm giấc mộng trong mộng có con mèo chuyên môn nhi đem cái đuôi hướng hắn trong lỗ mũi nhét vừa muốn động thủ đuổi đi con mèo kia nó liền cụp đuôi chạy mất lại một ngủ nó liền một lần nữa chạy tới phiền phức vô cùng ngày thứ hai sáng lên lúc hoàng đế khó tránh khỏi có chút không có tinh thần, dịu dịu đêm qua làm sằng làm bậy, cũng có một ít mệt mỏi, nhỏ mập móng vuốt ôm chăn, ngủ được thật là hương, gọi hoàng đế hâm mộ gấp. Đây chính là đại nhân cùng hài tử khác biệt, hoàng đế còn có tảo triều, không thể không sáng sớm, dịu dịu tùy tâm sở dục, muốn ngủ tới khi nào, liền ngủ đến lúc nào. Dịu dịu sau khi rời giường, liền gặp nàng tiểu ca ca thần sắc quể oải, biết là mình quỷ kế đạt được, xấu xa cười, cuối cùng lương tri chưa mẫn, khi dễ tiểu ca ca ba ngày, liền định đem cây kia cỏ đuôi chó ném đi. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, ngày đầu tiên không có cảm thấy có cái gì, ngày thứ hai liền sẽ cảm thấy kỳ quái, đợi cho ngày thứ ba, nhắm mắt lại vờ ngủ về sau, rốt cục thuận lý thành chương bắt được con kia mèo con. Sau đó, Diệu Diệu bị đánh đòn. Mặc dù hoàng đế đánh cùng gãi ngứa ngứa, sau khi đánh xong còn cho vuốt vuốt, nhưng tiểu cô nương vẫn là rủ cục lấy cái đuôi, không vui. Mặc kệ, dù sao Diệu Diệu chính là muốn khi dễ trở về, hừ, cơ hội tới rất nhanh. Ngày này buổi chiều, hoàng đế cùng Diệu Diệu dùng qua cơm, liền hướng phía trước điện đi phê duyệt tấu chương, gần đây có nhiều việc, hắn liên tiếp vất vả mấy ngày, thân thể bằng sắt cũng sẽ gánh không được, Diệu Diệu quá khứ thời điểm, liền gặp hắn tựa ở trên ghế, hai mắt khép kín, đúng là ngủ thiếp đi. Quá tốt rồi, tiểu cô nương ở trong lòng reo hò có thể tính có cơ hội trả thù trở về dính chu sa ngự bút liền tại bên tay hắn dịu dịu nhón chân lên khó khăn đem chiếc bút kia cầm lấy thận trọng tại hoàng đế trên mặt vẽ lên hai chồng râu lộ ra hắn trầm tĩnh nghiêm nghị khuôn mặt có loại không tương xứng buồn cười ha ha dịu dịu ở trong lòng cười lăn lộn nhi đại công cáo thành nên trượt nhưng mà nàng vừa đem ngự bút cắt lại không đợi đi ra hai bước sau vạt áo liền bị người giữ chặt, làm sao cũng đi không được. Diệu Diệu, hoàng đế chẳng biết lúc nào mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Tiểu cô nương con mắt chớp chớp, giải vây nói. "Diệu Diệu chỉ là cái vô tội người đi đường." "Vô tội?" Hoàng đế niệm một tiếng, tự hồ phát giác được cái gì dị dạng, đưa tay tại mình trên mặt sờ soạn một cái, nói, "Ngươi xác định Diệu Diệu dùng chân thành nhất ánh mắt nhìn thẳng hắn. Từng. Diệu Diệu a, à, hoàng đế lắc đầu bật cười, cúi người, ngữ khí bất đắc dĩ mà cưng chiều. Trẫm chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, không có ngủ. Chương 13. Đỏ mặt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệu Diệu nghe hoàng đế nói lời này, dù là sớm làm xong quyệt nợ chuẩn bị, trong lúc nhất thời, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp tới hoàng đế nhẹ nhàng bóp gò má nàng ngươi nói thế nào hả tiểu cô nương rụt cổ lại đối ngón tay đàng hoàng nói dịu dịu sai hoàng đế ngược lại không đem chút điểm này việc nhỏ để ở trong lòng gặp nàng ngoan như vậy chưa phát giác có điểm tâm động đến hôn hôn tiểu ca ca hắn cúi người chỉ chỉ mình hai gò má lại cười nói chuyện này coi như qua dịu dịu cái đầu nhỏ tiến tới thật nhanh tại hắn trên cầm cắn một cái, nhanh như chớp chạy mất. Hoàng đế, là ảo giác sao, thế nào cảm giác tiểu tức phụ càng ngày càng tinh nghịch. Hoàng đế nói lời giữ lời, trước đây hứa hẹn quá mang diệu diệu đi cưỡi ngựa, đợi cho có rảnh về sau, liền đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, tìm cái trời nắng, nắm nàng hướng Ngự Lâm viễn đi. Diệu diệu rất yêu đi ra ngoài chơi nhi, trước đây tại Ngụy Quốc công phủ, hoặc nhiều hoặc ít nhận câu thúc đám người tới trong cung, hoàng đế nuông chiều nàng, cái này đặc tính càng thêm rõ ràng. Diệu diệu có thể trực tiếp cưỡi ngựa sao? nàng hỏi. đương nhiên không thành, người mới bao nhiêu lớn đâu? hoàng đế sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, sợ nàng thất lạc, lại nói. bất quá diệu diệu có thể chọn một chỉ tiểu mã câu nuôi, chờ nó trưởng thành lại kỵ. mình chiếu cố lớn tuấn mã, càng có thế cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Diệu diệu thích ăn đồ ngọt cũng thích nuôi tiểu động vật, con kia vẫn tại trong hộp dưỡng thương hoa côn trùng liền là một đại tá chứng, nghe xong hoàng đế dạng này giảng, con mắt liền sáng lên. Thật sao? Thật, hoàng đế nắm nàng đến lập tức cứu, chỉ vào đỏ thẩm sắc cái kia thớt, nói. Chờ con của nó xuất thế, liền đưa cho diệu dịu nuôi. Cái này chuồng ngựa phá lệ trống trải, sạch sẽ gọn gàng, bên trong tổng cộng liền hai con ngựa, một thớt ô sắc, một thớt đỏ thẩm sắc thể lượng nhanh nhẹn dũng mãnh, thần tuấn phi phàm. Diệu diệu lúc này cái tử thấp, cũng không bằng bọn hắn chân cao, hoàng đế gặp nàng ngước cổ nhìn vất vả, liền đưa nàng ôm lấy, nhất nhất giới thiệu. Màu đen chính là khiển phong, đã từng đi theo trẫm chinh chiến xa trường, là trẫm tự mình chiếu kháng lớn, đỏ thẩm sắc chính là tùy nguyệt, có một lần trẫm bị thương hôn mê, là nó đem trẫm còng rút quân về trướng. Hắn hơi xúc động, một tay ôm dịu dịu, một cái tay khác thì phân biệt tại bọn chúng trên cổ ôm nhu vuốt ve, hai con ngựa hình như có linh tính, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, thân mật dùng đầu cọ tay của hắn. Diệu diệu nhìn một chút tùy nguyệt có chút nâng lên phần bụng, ngạc nhiên nói. Nó có bảo bảo sao? Hoàng đế nhẹ nhàng cười. Tiếp qua ba tháng, liền có thể ra đời. Diệu diệu nghe ra hoàng đế đối với cái này hai con ngựa lưu ý, chân thành nói. Diệu Diệu sẽ chiếu cố thật tốt nó bảo bảo. Hoàng đế lúc này thật đúng là không trông cậy vào nàng có thế chiếu kháng, hơn phân nửa còn phải giao phó cho nơi đây nội thị. Đem khiển phong dây cương giải khai, hắn trở mình lên ngựa, gọi Diệu Diệu ngồi tại bên cạnh mình, dơ roi hướng ngự lâm biển phía tây hồ nước chỗ đi. Chính là tháng 8 thời tiết, khí trời nóng bức, cũng may lúc này vừa qua khỏi sáng sớm, cũng không cảm giác gian nan, hai người trên ngựa rong ruổi, gió nhẹ chầm chậm, cực kỳ thư sướng. Trước đó vài ngày xuất cung lúc, Diệu Diệu cũng là cưỡi qua ngựa, nhưng mà khi đó hoàng đế có chỗ cố kỵ, đương nhiên sẽ không phóng ngựa dạo phố, hiện nay không có câu thúc, khiển phong thuận theo chủ nhân tâm ý, một đường hướng phía tây đi, thật giống như gió táp đồng dạng cấp tốc. Chờ đến hồ nước bên cạnh, Diệu Diệu còn không có tỉnh táo lại. Nhanh như vậy, sau khi xuống ngựa, nàng không che giấu chút nào mình ngạc nhiên, chạy đến khiển phong trước mặt đi ngẩng lên cái đầu nhỏ, hai mắt sáng long lanh nhìn nó. Ngươi thật lợi hại. Hoàng đế tại Tây Bắc lúc, khiển phong chính là hắn độc thuộc tọa kỵ, theo hắn vào kinh về sau, càng là vượt qua đại gia sinh hoạt, cùng chủ nhân đồng dạng mắt không hạ bụi. Chủ nhân là để ý mình tiểu tức phụ, nhưng khiển phong cũng có vợ của mình, cúi đầu xuống nhìn một chút cái này không bằng nó chân cao tiểu oa nhi, quệ oải đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, không thế nào mua trướng. Diệu diệu không nhìn ra trước mặt cái này mà không quan tâm đến, điểm lấy chân, cao hứng bừng bừng cho nó vuốt lông. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, dịu dịu thấy qua mã bên trong, ngươi là nhất tuấn. Hoàng đế tại bên cạnh nghe được bật cười, cùng tiểu cô nương nói. Khiển phong mẫu thân đến từ đại uyển, phụ thân cũng là đại tần số một số hai sáng mã, đương nhiên thần tuấn phi phàm. Dịu dịu nghe không hiểu nhiều hoàng đế ý tứ, chỉ biết là con ngựa này rất đáng gờm, hứng thú bừng bừng hướng đi một bên nhổ cỏ cho nó ăn. Khiển phong ăn đã quen nội thị nhóm tinh thiêu tế tuyển cỏ khô, không thế nào coi trọng tên lùng này đưa tới, cho chủ nhân một bộ mặt, miễn cưỡng nuốt vào. Nó có chút thông linh, hoàng đế cũng đưa nó coi là đồng bạn, lúc này đến bên hồ, cũng không có cái chốt lên. Hắn dự định cùng dịu dịu câu sẽ cá chơi, liền cần câu đều phân phó người chuẩn bị tốt tức đặt ở chỗ này, gặp cách không xa, liền cùng dịu dịu nói một tiếng, hướng bên kia đi lấy tiểu cô nương càng xem khiển phong càng thích tả hữu chuyển nhổ mình cảm thấy đẹp mắt thảo uy nó bên hồ gặp nước cỏ cây tươi tốt nàng chỉ lo xoay người lại hái thảo lại không chú ý dưới chân một cái trượt liền muốn vào trong nước đi dịu dịu lại hoảng lại sợ vô ý thức kêu một tiếng không đợi đụng phải nước đâu cả người liền cách mặt đất khiển phong vượt qua tầng tầng cỏ cây chạy gấp tới kịp thời cắn nàng váy cứu được dịu dịu một lần Diệu diệu thoát ly hiểm cảnh, nhớ tới lúc ấy mình rời mặt nước gần như vậy, nhất thời nghĩ mà sợ, bẹp miệng, qua một tiếng, khóc lên. Hoàng đế lấy cần câu, thử một chút tuyến căng trùng, liền nghe diệu diệu tiếng khóc truyền đến, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng hướng bên kia mà đi. Hắn mới vừa đi mấy bước, liền ngừng lại, nhìn xem đối diện tới một người một ngựa, trong lòng không còn gì để nói. Diệu diệu váy bị khiển phong ngậm lấy, người còn treo tại mã bên miệng nhi, khóc thở không ra hơi. Khiển phong đến hoàng đế trước mặt dừng lại, một đôi mã nhãn chớp chớp, đại khái là tại do dự muốn hay không đem ngậm cái kia tên lùng ném lên mặt đất. Hoàng đế lại đau lòng vừa buồn cười, tiến lên tiếp tiểu cô nương ôm hống. Chuyện gì xảy ra? Em đẹp liền khóc. Dịu dịu nằm ở tiểu ca ca trong ngực, rốt cục có cảm giác an toàn, lau một chút nước mắt, đứt quảng đem ngọn nguồn giảng. Không phải bảo ngươi chớ tới gần mép nước nhi nha, ngươi ngược lại tốt, cái gì không cho phép làm một chút cái gì, ngô, bất quá trẫm cũng có lỗi, không nên lưu một mình ngươi. Hoàng đế ôm nàng ngồi trên mặt đất, ôm nhu sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Tốt tốt, đều đi qua, không sao. Diệu diệu dùng sức cực đầu, ừ một tiếng, lại đứng người lên, nước mắt rưng rưng đi xem một bên ngước cổ nhàm chán ăn táo khiển phong. Cám ơn ngươi cứu diệu diệu. Bên hồ trồng khá hơn chút cây táo, tháng 8 thời tiết, quả còn có chút thanh, khiển phong quể oải nhìn nàng một cái, tiếp tục nhàm chán ăn táo. Dịu dịu một chút đều không ngại nó lãnh đạm, cảm kích nhìn nó, bỗng nhiên nói. Nó thụ thương. Hoàng đế thuận thế đi xem, mới gặp khiển phong trên thân cọ sát một chút vết cắt. Xác nhận nó đi cứu Diệu Diệu lúc bị bụi gai thương tổn. Khẳng định rất đau. Diệu Diệu còn nhớ rõ mình không cẩn thận bị kim đâm đến lúc đó cảm giác, nhìn xem khiển phong trên thân nhiều như vậy đạo ấn ngấn tự trách mà đau lòng vây quanh trước mặt nó đi nàng lấy ra trong ngực bao lấy điểm tâm đưa qua mời ngươi ăn điểm tâm nó không ăn cái này hoàng đế yêu quý trên người khiển phong sờ lên vừa cẩn thận nhìn trên người nó dấu vết gặp chỉ là nhìn xem nghiêm trọng chưa từng làm bị thương da thịt mới thở phào yên tâm đi nó không có việc gì nhi ngươi nhìn còn có thể ăn táo đâu Diệu Diệu lắc đầu, nhìn một chút khiển phong, bỗng nhiên chạy ra, hoàng đế đang muốn gọi lại nàng, đã thấy nàng rất mau trở lại tới, trong tay còn mang theo một cái ghế đẩu. Là hắn dự định gọi tiểu cô nương ngồi, cùng hắn một đạo câu cá. Diệu Diệu chạy có chút gấp, khí tức bất ổn, đem ghế đẩu gác qua khiển phong cái mông phía sau, chân thành nói. Ngươi tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Hoàng đế không chịu được cười. Ghế quá nhỏ, nó không ngồi được. Diệu diệu lúc ấy nhìn nguy hiểm, nhưng trên thực tế dù cho rơi xuống nước, cũng sẽ không xảy ra sự tình, tiếng khóc vừa truyền ra đi, liền có nội thị nhóm nghe tiếng mà đến, lúc này vừa vặn thuận tiện hoàng đế. Mang khiển phong trở về đi, hắn yêu quý sờ lên nó cái cổ lông dài, nói. Lại để bác sĩ thú y nhìn kỹ một chút. Diệu diệu quan tâm vô cùng, con mắt đi theo chuyển, nhìn lại muốn một lên đi theo quá khứ. Hoàng đế có chút ghen ghét, cố ý hỏi nàng. Diệu diệu, tiểu ca ca liền một con ngựa cũng không bằng rồi. Diệu diệu liếc hắn một cái, tế thanh tế khí nói. Khiển phong cứu được diệu diệu nha. Hoàng đế đùa nàng. Trẫm đã cứu ngươi a, à, lúc trước có đầu xấu trắng cắn ngươi, không phải trẫm đưa nó giết sao. Diệu diệu có chút luống cuốn, dừng một chút, mới nói. Nhưng tiểu ca ca lúc này hảo hảo, khiển phong thụ thương nha. Trẫm mặc kệ hoàng đế không cần mặt mũi tại bụi cỏ bên trên một nằm. Trẫm cũng thụ thương, tim đau. Diệu diệu nhìn ra hắn là đang trêu chọc mình chơi, cười quá khứ cào hắn ngứa, lại ngược lại bị hoàng đế ôm lấy, tại nàng tay nhỏ bên trên nhẹ nhàng cắn cắn. Cắn diệu diệu làm cái gì? Tiểu cô nương hỏi. Nhìn ngươi da mịn thịt mềm, tự hồ ăn rất ngon bộ dáng, hoàng đế cùng nàng nói đùa. Trẫm thích ăn nhất tiểu hài nhi. Diệu Diệu cười khanh khách. Tiểu ca ca mới bỏ được không được ăn Diệu Diệu. Vậy cũng không nhất định, hoàng đế ỷ vào tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không chút kiên kỵ nói câu đùa tục. Ngươi nói như vậy, tương lai trẫm ăn ngươi thời điểm, cũng đừng cầu xin tha thứ. Diệu Diệu nháy mắt mấy cái, cười nói. Tiểu ca ca mới sẽ không đâu. Chờ lấy đi, hoàng đế không có hảo ý nói trẫm nhất định ăn ngươi liền không còn sót cả xương. Diệu diệu cười vui vẻ, toàn vẹn không biết trước mặt người ý nghĩ, mắt hạnh bên trong phản phất có sao. Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra nàng trưởng thành lúc bộ dáng tới. Mắt hạnh má đào, thù lệ không gì sánh được, cười một tiếng lúc, có thể làm toàn bộ kim lăng thất sắc. Diệu diệu nhìn chầm chầm hắn sắc mặt nhìn, nhỏ nhíu mày lại, nói. Tiểu ca ca, ngươi làm sao đỏ mặt? hoàng đế không có ứng thanh chỉ nhẹ nhàng đem béo miêu miêu cầm lên từ trên người chính mình gỡ xuống cắt qua một bên dịu dịu có chút ủy khuất thế nào hoàng đế lúc này chính đang tuổi trẻ không thể ức chế sẽ sinh ra ý động nhưng lúc này dịu dịu mới bao nhiêu lớn đâu ra như thế một chuyện vặt nhi chính là mặt mo lại dày cũng có chút không nhịn được dịu dịu có chút kỳ quái trên dưới xem hắn ánh mắt dừng lại vừa sợ lại kỳ thế nào? Chương 14 Chọc thủng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoàng đế ngồi dậy, để cho thân thể dị thường không nên quá rõ ràng. Không có gì. Diệu diệu hiển nhiên không tin, nhếch môi nhìn hắn một hồi, chợt nói. Bị ông vò vẽ đốt sao? Hoàng đế một trận đau dạ dày, nhìn nàng xem xét, nói. Tiểu hài tử gia gia, chỗ nào đến như vậy nói nhiều xấu hổ. Diệu diệu liếc mắt nhìn hắn, nhíu lại nhỏ lông mày, dạng này giảng. Bởi vì lần trước chuyện này, hoàng đế nghe xong cái này hai chữ nhi liền hoảng hốt, cố gắng sụ mặt, nghiêm túc nói. Lại tại nói loạn. Diệu diệu mới không có nói loạn, tiểu cô nương tức giận nói. Mỗi lần đụng tới, xấu hổ, sự tình, tiểu ca ca liền nói diệu diệu là tiểu hài tử, không cho phép nói lung tung. Hoàng đế tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này, yên lặng mài một lát răng, hắn không có hảo ý nói. Diệu diệu còn nhỏ, có một số việc vẫn không rõ, chờ ngươi trưởng thành, trẫm sẽ chậm chậm dạy ngươi. Hắn câu nói này nói chân thành tha thiết, diệu diệu cũng có chút tin, nhỏ mập móng vuốt vương quá khứ. Muốn ngoéo tay mới tin ngươi. Cốt cốt cốt, chúng ta ngoéo tay, hoàng đế cười một mặt hiền lành, mặt mũi hiền lành nói. Trẫm giáo so với ai khác đều tốt, dịu dịu chờ xem bị người bán còn giúp kiếm tiền dịu dịu. Tốt lắm, tốt lắm. Khó khăn đem tiểu cô nương lừa gạt qua một bên mà đi hái táo nhi, hoàng đế liền ngồi một mình ở chỗ ấy, chờ lấy trận này động tình quá khứ. Thuở thiếu thời xúc động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngược lại không có hao phí nhiều ít công phu. Dịu dịu điểm lấy chân đi hái táo, dựa theo chiều cao của nàng, vốn là đủ không đến, nhưng lúc ấy khiển phong đưa cổ ăn táo, đem cành lá dẫn đi ngược lại là tiện nghi nàng. Gặp hoàng đế quá khứ, nàng vô ý thức tại mới có dị thường địa phương nhìn một chút, mới ngước cổ nhìn hoàng đế mặt. Tiểu ca ca không có chuyện gì. Ngô, hoàng đế bị nàng nhìn một trận chột dạ, dừng một chút, mới nói. Không sao. Vậy là tốt rồi, dịu dịu tự hồ an tâm lại, đang chờ tiếp tục hái những cái kia còn phát xanh quả táo, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi không phải là cổng dịu dịu vụn trộn ẩn dấu ăn ngon a à? ai sẽ ở đâu nấp kỹ ăn món gì ăn ngon như thế lớn củ cải vẫn là cái gì khác hoàng đế chững chặt đàng hoàng vì chính mình chính danh tiện thể tán dương mình một chút trẫm mới không có dấu đâu củ cải dịu dịu vốn chỉ là một cái hoài nghi đến lúc này lại cảm thấy hoàng đế thật ẩn dấu món gì ăn ngon nhìn hắn xem xét kinh nghi bất định sẽ không thật ẩn dấu ăn ngon a à. vừa nhắc tới ăn cái chữ này đến hoàng đế liền có chút tâm thần dập dờn nhìn xem trước mặt béo nắm lại đem tấm lòng kia nghỉ nghỉ ngơi nói không có không có không thể ăn vội vã như vậy lấy biện bạch dịu dịu hồ nghi nhìn xem hắn chột dạ cái gì chột dạ không chột dạ hoàng đế chẹn họng một nghẹn lên dây có tinh thần giúp mình lấy lại danh dự ăn mặn bên trong ăn mặn cả giận không phải ngươi ngại trẫm lớn thời điểm. Tại diệu diệu trong trí nhớ, có thể dùng tới ngại cái chữ này, khẳng định không phải chuyện gì tốt, nàng lại nghe không hiểu hoàng đế ăn mặn khang nhi, chỉ cho là quá lớn là cái thiếu hụt. Diệu diệu không biết cười lời nói tiểu ca ca, ngước cổ, nàng chân thành nói. Nhi không chê mẫu xấu, chó không chê nhà nghèo. Hoàng đế, lời này của ngươi nói, đến cùng là tại bẩn thiểu trẫm đâu, vẫn là tại bẩn thiểu chính ngươi. Cái này một đám trôi qua rất nhanh, hai người cùng nhau hái được một rổ táo xanh, liền hướng bên hồ câu cá đi, dịu dịu cũng được chia một cây nho nhỏ cần câu, dùng nó câu lên mấy cái tôm nhỏ, tổng quản không phải không thu hoạch được một hạt nào. So sánh dưới, hoàng đế thả câu chi thuật liền muốn so với nàng tốt hơn rất nhiều, nửa canh giờ công phu, một con thùng gỗ liền quá nữa, đều là bàn tay rộng, cánh tay dáng dấp cá bơi. Tự nhiên, cái này cũng cùng ngự lâm viễn bên trong người muốn thúc ngựa, nghĩ sớm phân phó người thả chút vì ngư, tranh thủ thánh tâm có quan hệ. Hoàng đế chưa hẳn nhìn không ra trong đó quan khiếu, có thể thấy được tiểu cô nương vẫy đuôi, hai mắt ống ánh, cũng sẽ không tiến hành so đo, phân phó người nhìn thưởng, liền ôm béo miêu miêu hướng nghỉ ngơi chỗ đi, chỉ còn chờ ăn cá. Ngụy quốc công phủ tiểu nương tử thân phụ phượng mệnh, đem sinh thiên tử, toàn bộ kim lăng người cơ hồ đều biết thế nhưng là đến tột cùng có mấy người tin liền không nhất định bất quá cái này cũng không sao chỉ cần hoàng đế tin người khác tin hay không lại có quan hệ gì bất quá tóm lại có người là để ý thí dụ như cùng ngụy quốc công phủ có thù cũ thái thường thiếu khanh hàn nguyên ngụy quốc công ấu nữ làm hoàng hậu sinh thiên tử gọi hắn đứng ở đến nơi đâu vì tương lai mà tính hắn không thể không sớm làm trù tính cái kia tiểu nương tử bị tiếp tiến cung từ hoàng đế tự mình giáo dưỡng đạo thanh đại sư phê mệnh lại thêm xuất thân hoàng hậu chi vị cơ hồ ván đã đóng thuyền nhưng mà đến tột cùng có thể hay không làm hoàng hậu có thể hay không sinh dục thiên tử sinh hạ về sau lại có thể không thể nuôi lớn liền là không biết thiên tử chí tôn bên người làm sao không có một hai phi thiếp càng không cần nói hoàng đế chính đang tuổi trẻ mà ngụy quốc công phủ tiểu nương tử mới mấy tuổi lớn đợi nàng trưởng thành có lẽ hoàng đế 10 cái hài tử đều có. Có nhi tử cung phi nhóm, cái nào không muốn tranh một hồi trữ vị, đến lúc đó đám người đồng lòng, nàng liền là lớn nhất bia ngắm, chẳng lẽ lại dạng này, còn có thể bảo trụ hoàng hậu chi vị, cùng sở sinh nhi nữ. Hàng Nguyên cũng không tin. Hắn muốn làm cũng rất đơn giản, liền là thúc giục hoàng đế tuyển tú, hậu cung nhiều tiếng mấy người, nhanh kéo dài dòng dõi, còn lại, liền chỉ cần chậm đợi. Huống chi, trong triều hô ứng người, chưa chắc sẽ thiếu. Ai còn không muốn làm hậu tộc, có cái hoàng đế ngoại tôn đâu. Càng không cần nói hắn một mực ngụy trang rất tốt, mặc dù đã sớm cùng ngụy quốc công phủ sinh thập khiển, nhưng đó là lão ngụy quốc công tại lúc sự tình, đến lúc này, chỉ sợ liền ngụy quốc công cũng không biết nội tình. Bọn hắn đại khái đều cảm thấy, hắn thủy chung là phong quan tể nguyệt thái thường thiếu khanh. Viết phong khuyên nhũ hoàng đế tuyển tú tấu chương, Hàng Nguyên nhìn gương chỉnh lý áo bào, cảm thấy không ngại về sau, mỉm cười, tiến cung hướng tuyên thất điện đi cầu kiến hoàng đế. Hắn đến nhưng không khéo, mặc dù hoàng đế lúc này không quá mức chuyện quan trọng, chịu tiếp kiến hắn, nhưng dịu dịu an vị ở một bên nhi miêu hồng. Hắn đoán ra tiểu cô nương kia thân phận, ngay trước mặt của người ta nhi khuyên hoàng đế nạp phi loại sự tình này, Hàng Nguyên thật là có điểm làm không được. Hàng Nguyên là thanh lưu danh thần, riêng có hiền danh, đây cũng là hoàng đế chịu gặp hắn nguyên nhân, chỉ là nghe hắn đông kéo tây kéo, nói nửa ngày cũng không có trọng điểm, không khỏi có chút không kiên nhẫn, nhấp một ngụm trà, cầm trong tay chén trà gác lại. Thức thời nhi đều biết, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Thanh âm kia có chút nặng, không chỉ là hàng nguyên trong lòng có chút run rẩy, liền một bên dịu dịu, đều bị nó hấp dẫn lực chú ý. Tiểu ca ca, nàng viết thời gian có hơi lâu, đã mệt mỏi, cộc 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 chạy đến hoàng đế bên người đi, nháy mắt bán manh. Diệu diệu muốn ăn điểm tâm. Tô lại hết à, hoàng đế sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói. Trước gọi trẫm nhìn xem ngươi có hay không lười biếng. Diệu diệu đem tự thiếp đưa cho hắn, hắn cúi đầu đi nhìn, tiểu cô nương vô sự làm, cầm bàn chân nhỏ trên mặt đất vẽ vòng tròn, vẽ xong về sau, lại nháy mắt nhìn ngồi tại hoàng đế đối diện hàng nguyên, không biết là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kêu sợ hãi a à. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng. Thế nào? Diệu diệu lại không nhìn hắn, chỉ là nhìn chầm chầm trước mặt hàng nguyên nhìn, thần sắc có chút kích động. Diệu diệu nhớ kỹ hắn. Hàng nguyên trong lòng không hiểu, hoàng đế cũng là, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Hắn có phải hay không đến nhà ngươi làm qua khách? Không, diệu diệu lắc đầu, hai mắt sáng long lanh. Hắn là xấu hổ. Chớ nói hàng nguyên, liền hoàng đế đều là không hiểu ra sao cái gì xấu hổ liền là trước đó cùng tiểu ca ca nói qua nha dịu dịu chuyển mắt đi xem hoàng đế cao hứng bừng bừng nói cái kia trồng cây xấu hổ cái gì trồng cây cái gì xấu hổ hoàng đế chính một đầu dấu chấm hỏi mấy chữ này trong đầu chuyển vài vòng nhi mắt thấy tiểu cô nương muốn mở miệng công bố đáp án bỗng nhiên phúc chí tâm linh vội vàng một tay lấy tiểu cô nương miệng bưng kính vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Ban đầu ở Hồng Tiêu Lâu chơi gái người kia, nguyên lai là hàng nguyên. Hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ. Ngô ngô ngô. Dịu dịu miệng bị ngăn chặn, tức giận thẳng trừng hắn. Lúc này người nhiều như vậy, hoàng đế chỗ nào có thể để nàng đem sự tình nói ra, mang theo béo miêu miêu tiếng nội điện, phân phó người dành trước điểm tâm cho nàng ăn, mới trở lại tiền điện. Hàng nguyên cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, gặp hoàng đế trở về, vội vàng thu trên mặt dị sắc, muốn đem tấu chương trình lên. Hoàng đế thấy một lần hắn, liền nhớ tới hôm đó tiểu cô nương nói lời đến, lại nghĩ tới hắn thường ngày không mộ nữ sắc, có đức độ phong bình, làm sao đều cảm thấy châm chọc, liền hắn cái gọi là tấu chương, cũng không quá muốn nhìn. Mặc dù biết thế gian người luôn có chút bên trong việc vặt vảnh không muốn người biết, có thể bày tỏ trên mặt ra vẻ đạo mạo, bên trong tàn ô nạp cấu, vẫn là sẽ làm người ta sinh chán ghét. Càng không cần nói, người trước mặt này kiếp trước kiếp này, đều ngụy trang mười phần xảo diệu. Hàng Nguyên cương ngồi tại chỗ, nghe tiểu cô nương kia nói một trận không giải thích được, chính dường như sinh con rận đồng dạng không được tự nhiên, đã thấy hoàng đế nhìn hắn xuất thần, không biết là nghĩ đến cái gì. Bệ hạ. Hắn thận trọng mở miệng. Phi, hoàng đế xem thường liếc hắn một cái. Không muốn mặt. Hàng Nguyên. Chương 15 Quan ủng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đối với mình không đánh mà thắng đuổi chạy một cái người xấu chuyện này, Diệu Diệu hoàn toàn không biết gì cả, đang bưng đĩa nhỏ ăn vui vẻ, gặp hoàng đế tới, mới không vui vẻ nói, tiểu ca ca làm gì che Diệu Diệu miệng, chán ghét. Không phải đâu, hoàng đế đuổi hàng nguyên, tiến lên, nói. Lưu lại ngươi nói chuyện với hắn một chút phong hoa tuyết nguyệt. Diệu Diệu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cùng cái kia thúc thúc không có gì đáng nói rốt cục cúi đầu xuống thành thành thật thật ăn điểm tâm cuộc sống ngày ngày qua thật nhanh trong nháy mắt biến đến dịu dịu trở về nhà thời điểm nàng là ngụy quốc công phủ nhỏ nhất hài tử bị ngụy quốc công vợ chồng coi là hòn ngọc quý trên tay bảo vệ chặt chẽ kỹ càng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế gian hắc ám cũng không biết lòng người hiểm ác cho nên vô luận đối với người nào đều là ấm giọng thì thầm mắt hạnh mỉm cười nhiều như vậy thời gian ở chung xuống tới, đừng nói là hoàng đế cái này kiếp trước phu quân, liền tuyên thất điện bên trong cung nhân nội thị, cũng đều rất thích tiểu cô nương này, đợi cho nàng phải thuộc về nhà lúc, lại đều sinh lòng không bỏ. Hoàng đế cũng không nở tiểu thê tử, nhưng mà sớm liền cùng ngụy quốc công phủ từng có ước định, tự nhiên không tốt bội ước, tả hữu hôm qua mới đại triều, ngày hôm đó vô sự, liền tự mình xuất cung, đưa nàng hồi phủ. Đại tần tại Kim Lăng kinh doanh mấy trăm năm, cực kỳ phồn thịnh, Diệu Diệu còn nhớ rõ lần trước hai người dạo phố thời điểm náo nhiệt, kéo kéo hoàng đế ống tay áo bán manh, nhất định phải lại đi nhìn một cái. Hoàng đế cũng sủng nàng, liền đồng ý, cuối cùng, Diệu Diệu trong ngực ôm một đống mứt quả kẹo mạch nha loại hình ăn vặt, mới lưu luyến không rời đi về nhà. Cũng là đuổi kịp xảo, Ngụy Quốc công phủ hai vị công tử trước sau trở về nhà, tăng thêm Diệu Diệu, vừa vặn đầy đủ hoàng đế nguyên bản không có ý định lưu lại dùng cơm, nhưng mà nghe nói đại cửu ca cùng nhị cửu ca hồi phủ, không tránh khỏi mặt dạng mày dày lưu lại, đem mình giả bộ như ngụy gia nhân sĩ nội bộ. Ca ca, ca ca, diệu diệu cũng không có nhiều như vậy tâm tư, vừa vào nhà mình viện tử, liền vui chơi, cộc 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 chạy đến đại ca Bình Diêu trước mặt đi bán manh. Diệu diệu nghỉ ngươi. Ngụy Bình Diêu là Ngụy Quốc công phủ trưởng tử, năm nay vừa vặn 10 tuổi, đầu năm, Ngụy Quốc Công liền dân tấu chương thỉnh phong thế tử, rất nhanh liền bị trả lời xuống tới. Nói đến, lúc ấy vẫn là tiên đế tại triều đâu. Ngụy Bình Diêu sinh giống Ngụy Quốc Công càng nhiều, mày rậm mắt sáng, khí chất ôn hòa, cười cùng người lúc nói chuyện, kiểu gì cũng sẽ gọi người cảm thấy an tâm. Ta cũng nghĩ dịu dịu. Hắn so dịu dịu lớn hơn rất nhiều, mười phần yêu thương tiểu muội muội này, ngồi sổng người xuống, từ trong ngực tay lấy ra sạch sẽ khăn triển khai, đem bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thuốc khí trần bì đường đưa cho nàng đây là sư nương làm hắn sờ lên dịu dịu phình lên bụng nhỏ lại cười nói dịu dịu về sau nếu là ăn nhiều liền ăn một viên đường có thế tiêu thực loại vật này đối với dịu dịu mà nói thật sự là quá hữu dụng thận trọng nhận lấy nàng vui vẻ nói ca ca thật tốt cùng ngụy bình viễn một chút cũng không đồng dạng hắn chỉ biết là khi dễ dịu dịu nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, dịu dịu lời này mới nói xong, nhị ca ca ngụy Bình viễn liền đến đây. Luận đến tướng mạo, hắn cùng dịu dịu đều là giống đổng thị chiếm đa số, niên kỷ tuy nhỏ, xuất chúng ngũ quan liền hiển lộ rõ ràng ra, mười phần tuấn tiếu. Dịu dịu còn nhớ rõ hắn trò cười mình mập sự tình, tức giận quay đầu đi, đem trần bị đường phóng tới nhỏ hương trong bọc, không để ý tới hắn. Ca ca ngươi nhìn nàng, Ngụy Bình Viễn hừ một tiếng, nói: trông thấy ta cũng làm không nhìn thấy. Ai bảo ngươi trước đó dễ cực dịu dịu, tự làm tự chịu, Ngụy Bình Diêu mười phần có huynh trưởng phong phạm, công bằng, nói xong đệ đệ, lại hướng muội muội nói. Dịu dịu, về sau gặp nhị ca ca phải hỏi kỹ, không thể làm làm không nhìn thấy. Dịu dịu tay nhỏ bị ca ca nắm, nghĩ nghĩ, chân thành nói. Vậy hắn trước tiên cần phải cùng dịu dịu xin lỗi. Ta lại không, Ngụy Bình viễn biểu môi một cái rõ ràng nói đều là lời nói thật. Ca ca ngươi nhìn hắn. Diệu diệu trừng mắt Ngụy Bình Viễn, hướng Ngụy Bình Diêu cáo trạng. Thật đáng ghét. Ngụy Bình Diêu niên kỷ cũng không lớn, bị hai cái đệ muội huyên náo có chút nhức đầu, gặp ai cũng không chịu chịu thua, đang có chút không biết làm sao, liền nghe ma ma đến để bọn hắn, vội vàng một bên dắt một cái, một lên hướng phía trước sảnh đi. Đổng thị sớm biết huynh muội này mấy cái náo nhỏ cảm xúc, nghe xong bất quá cười một tiếng chi nhà mình cốt nhục chơi đùa chỉ cần không có việc lớn gì nhi nàng cùng Trượng phu là sẽ không quản đánh gãy xương cốt liên tiếp gân khi còn bé chơi đùa tình cảm lớn mới nhớ kỹ càng sâu đầu tháng này chính là hoắc gia lão phu nhân sinh nhật ngụy quốc công phủ cũng nhận được thiệp mời hoắc gia đồng dạng là truyền thế mấy đời danh môn hoắc gia lão phu nhân cùng Đổng thị chi mẫu vẫn là bạn thân nhà bọn hắn đại cô nương niên kỹ cùng ngụy bình diêu tương tự từng có qua hai nhà kết thân ý tứ. Nhưng mà Đổng Thị sớm vì Nhi tử định mình ngoại tổ nhà cô nương, phát hiện hoác gia cố ý về sau, liền mịt mờ cùng đối phương đề một câu, nghe huyền âm mà biết nhã ý, hoác gia liền không còn đề cái này một đám. Huân quý nghị thân, chưa từng đến hôn trước đó cũng sẽ không ngoại chuyện, thẳng đến xác định hậu phương mới rộng mời tân khách, để tránh hôn sự thất bại, hai đầu đều rơi không đến tốt, không duyên cớ hỏng thanh danh. Bởi vì cái này duyên cớ, Ngụy Quốc công phủ dù viễn cự hoắc gia ý này, nhưng trừ bỏ tương quan mấy người ai cũng không biết, tự nhiên cũng không có kết xuống cừu oán. Cứ việc hoắc phu nhân trong lòng có chút bất mãn, cảm thấy mình nữ nhi xứng với thế gian tất cả mọi người, nhưng tự mình phàn nàn vài câu về sau, cũng không nói thêm cái gì, đợi cho Ngụy Quốc công phủ tiểu nương tử bị nhìn ra có phượng mệnh, tiếp tiến cung về sau, gặp lại Đổng thị lúc, càng là ân cần rất nhiều. Ngay tiếp theo Đổng Thị bên người Diệu Diệu cùng Ngụy Bình Viễn đều được khen ngợi khá hơn chút. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, số phận chuyện này ai cũng nói không chính xác, nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt. Diệu Diệu tuổi nhỏ, hoàng đế cũng đã trưởng thành, cái gọi là phượng mệnh đến tục cùng là thật là giả, càng là ai cũng không biết. Đổng Thị làm việc cẩn thận, đương nhiên sẽ không tùy tiện, tử hệ vong ân bội nghĩa, đắc chí liền tùy tiện, bực này kiến thức hạn hẹp người, cũng rất khó tại Kim Lăng lâu dài xuống dưới, cùng đi thường đồng dạng cùng hoắc phu nhân hàng huyên vài câu, hai người liền kéo tay, thân thân nhiệt nhiệt hướng phía trước sảnh đi nói chuyện. Các phu nhân ở phía trước chuyện phím, dịu dịu cùng ngụy Bình Viễn tự nhiên không tốt theo tới, bị ma ma nhóm dẫn, hướng hậu viện đi cùng cùng tuổi tiểu đồng bọn chơi. Dịu dịu thoáng qua một cái đi, liền nghe anh quốc công phủ giai tịch gọi nàng, bên cạnh là đồng dạng hưng phấn giai họa. Diệu diệu, diệu diệu, mau tới đây nhìn, chỗ này có cái nhưng dễ nhìn đồ vật đâu. Không chỉ là các nàng, còn lại chúng tiểu cô nương cũng ghé vào chỗ ấy, không biết là đang nhìn thứ gì. Diệu diệu có chút hiếu kỳ, đi qua nhìn nhìn, mới tại chủ nhà hoác linh trên cổ tay nhìn thấy một đôi thủy tinh đánh thành vòng tay, dưới ánh mặt trời ống ánh sáng long lanh, tay phải cuối cùng là hoa đinh hương hình dạng, tay trái cuối cùng thì là mấy cái xảo đoạt thiên công linh đan, là kim lăng không có kiểu dáng, Đẹp mắt cực kỳ. Thật xinh đẹp. Ánh mắt của nàng sáng long lanh, ngạc nhiên nói. Đây là cố ý đánh chế, Hoắc Linh năm nay 6 tuổi, so với những người còn lại lớn chút, mặc một thân váy đỏ, ngẩng lên cái cằm, ngữ khí có chút kiêu căng. Trên đời này cũng chỉ có dạng này một đôi. A Linh, để chúng ta nhìn xem có được hay không? Có tiểu cô nương tế thanh tế khí nói. Đều chưa thấy qua đâu. Đúng nha, đúng nha chung quanh là một mảnh tiếng phụ họa. Tốt a, Hoắc Linh do dự một chút, hái xuống. Chớ làm mất, cái này đáng ngưỡng mộ đâu. Một đám tiểu cô nương chuyển nhìn một vòng, quá đủ nghiện, rốt cục tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ bỏ mặt lụa đá quả cầu, dịu dịu cùng giai tịch giai họa, còn có An Bình Hầu chi nữ Lương Đình Đình tập hợp một chỗ nói chuyện. An Bình Hầu cũng là đại tần lúc khai quốc lưu lại hầu phủ một trong tổ tiên liền cùng Ngụy quốc công phủ cùng Anh quốc công phủ có giao tình, mấy nhà hậu nhân có thế chơi đến cùng đi, kỳ thật cũng không kỳ quái. Lương Đình Đình trước đó không lâu bị mẫu thân mang theo về nhà thăm bố mẹ, hướng dương châu ngoại tổ nhà đi, rất là gặp một phen náo nhiệt, chính sinh động như thật cùng tiểu đồng bọn giảng, vừa mới nói đến bên ngoài náo nhiệt múa sư tử, hoắc linh liền khí thế hung hăng quá khứ, ngữ khí bất thiện kêu một tiếng. Diệu diệu. Nàng thanh âm có chút lớn, cách gần đó mấy tiểu cô nương đều nhìn tới. Diệu diệu sửng sốt một chút, quay đầu đi xem nàng. Thế nào? Vòng tay của ta đâu? Hoắc Linh hướng nàng đưa tay. Ngươi là cái cuối cùng cầm. Diệu diệu sững sờ. Không phải đã cho ngươi sao? Ngươi nói bậy. Hoắc Linh trừng nàng một chút. Ta làm sao không nhớ rõ ngươi trả lại cho ta? Trả, diệu diệu có chút luống cuốn, dừng một chút, lại đi chỉ cách đó không xa cây kia hải đường. Ở nơi đó còn, ngươi tự tay tiếp nhận đi. Ngươi đang nói láo. Hoắc Linh hầm hầm nói. Rõ ràng là chính ngươi thích, cho nên lưu lại, ngươi là kẻ trộm. Thật không xấu hổ. Không có, người chung quanh đều đang nhìn, dịu dịu có chút gấp, lại ủy khuất lại hoảng hốt, đỏ ngầu cả mắt. Dịu dịu không phải kẻ trộm, cũng không có lấy vòng tay của ngươi ngươi không có bắt ngươi khóc cái gì. Hoắc Linh châm chọc nói. Rõ ràng liền là có tật giật mình. Lương Đình Đình không nhìn nổi Hoắc Linh dạng này giảng, bảo vệ Diệu Diệu, nói. Ngươi nói Diệu Diệu không trả liền là không trả sao. Ai biết có phải hay không là ngươi vụng trộn giấu đi, vu hãm Diệu Diệu. Đúng đấy, giai họa cũng nói. Dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nàng cái cuối cùng cầm, bây giờ không có, không phải nàng trộn là ai trộn. Hoắc Linh ánh mắt theo thứ tự tại các nàng trên mặt đảo qua. Nàng như thế sẽ giả bộ đáng thương, các ngươi đừng bị lừa. Ngươi thiếu nói bậy. Giai tịch khí mặt đỏ rần. Không có bằng chứng, sao có thể nói như vậy người. Không phải nàng cầm, đó là ai cầm. Hoắc Linh sát bên tại còn lại trên thân người nhìn một lần. Là ngươi, vẫn là ngươi. Trộm người đồ vật cũng không phải cái thanh danh tốt, tất cả mọi người tránh không kịp, Hoắc Linh ánh mắt rơi xuống ai trên thân, ai liền liên tục không ngừng lui ra phía sau một bước, tránh thoát. Đến cuối cùng, nàng Dương Dương đắc ý nhìn về phía Diệu Diệu, nói. Ngươi chính là kẻ trộm, còn chết không thừa nhận, về sau lại không ai nguyện ý đùa với ngươi nhi. Diệu Diệu không phải kẻ trộm, tiểu cô nương cố gắng chịu đựng nước mắt, đến cuối cùng vẫn là nhịn không được, cái mũi co lại, vĩ khuất khóc lên. Diệu Diệu cũng không có lấy vòng tay của ngươi. Chứng cớ gì đều không có, ngươi dựa vào cái gì nói là Diệu Diệu cầm, Lương Đình Đình giận. Ta còn nói mình ở chỗ này ném đi bảo vật gia truyền, mắt thấy là ngươi nhặt đâu. Ngươi là bị nàng lừa, Hoắc Linh trừng mắt Diệu Diệu, bỗng nhiên đưa tay tới đẩy nàng. Nàng lại sẽ gạt người. Diệu Diệu niên kỹ bị nàng nhỏ, cái tử cũng nhỏ, thật bị đẩy lên, chỉ định sẽ đấu vật, thời khắc mấu chốt một đôi tay đưa qua, khó khăn lắm đưa nàng kéo ra. Khóc xấu hổ chết rồi, Ngụy Bình Viễn có chút kết bỏ, nhưng vẫn là cầm khăn cho nàng. Nhanh lau lau. Diệu Diệu bình thường tổng yêu cùng nhị ca ca cãi nhau, lúc này lại giống như là tìm được dựa vào, cắt gao giữ chặt tay của hắn, hoa khóc lớn lên tiếng. Ngụy Bình Viễn khó được kiên nhẫn, tiểu đại nhân tại nàng trên lưng vỗ vỗ, lấy đó an ủi. Hoắc Linh nhìn không kiên nhẫn, đang muốn nói câu cái gì, hắn lại tiến lên một bước, dùng sức đưa nàng đẩy ngã. Bọn hắn niên kỹ tương tự, nhưng nam hài tử tiên thiên liền sẽ so nữ hài tử khí lực lớn, hoắc linh rơi không quan. Ngươi đánh như thế nào người? Ngồi sập xuống đất, nàng cả giận nói. Nam hài tử khi dễ nữ hài tử, cùng ngươi muội muội đồng dạng không xấu hổ. Đáng đời ngươi. Ai bảo ngươi khi dễ muội muội ta? Ngụy Bình Viễn còn nhỏ, mới không quan tâm cái gì nam nhân không đánh nữ nhân đâu. Nói hô nói vượng nữa, gặp ngươi một lần ta đánh một lần. Chương 16 Cự tuyệt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngụy Bình Viễn lúc nói lời này, thần sắc rất hung, Hoắc Linh vốn là kiều kiều nữ, bị hắn dạng này hung dữ giật mình, bờ môi run run mấy lần, nhếch môi, khóc lớn lên. Nổi tranh chấp hai người, một cái là Hoắc gia tiểu nương tử, một cái khác là Ngụy Quốc công phủ tiểu nương tử, cái nào đều không tốt gây, một khi xử lý không tốt, càng sẽ làm bị thương hai nhà tình cảm. Quanh mình người hầu thấy thế, nào dám kéo dài, vội vàng hướng phía trước sảnh đi, cùng mấy vị phu nhân nói chuyện này. Người trong nhà bất công người trong nhà, hoắc phu nhân cùng Đổng thị đều không ngoại lệ, thấy mình nữ nhi khóc thở không ra hơi, sắc mặt đều có chút không tốt, chỉ là thượng thủ còn có Hoắc lão phu nhân cùng Đổng lão phu nhân tại việc này lại bụi bặm chưa định, không thật sớm làm phân biệt. Hoắc Linh bổ nhào vào Hoắc phu nhân trong ngực kêu khóc, đem tay mình tâm bị cọ phá địa phương cho nàng nhìn, chỉ vào Ngụy Bình viễn giọng the thế nói: "Mẹ, hắn đánh ta." Hoắc phu nhân da mặt có chút lạnh cứng, còn không có trấn an nữ nhi, Ngụy Bình viễn liền đồng dạng không chút khách khí hô: "Ngươi nếu không đánh dịu dịu, ta làm sao lại đánh ngươi?" Đáng đời đều nói ít vài câu, đổng lão phu nhân đi lòng vòng trên cổ tay Phật Châu, ngữ khí cũng rất hiền lành. Chúng ta trước đem sự tình vuốt rõ ràng, lại nói đạo ai đúng ai sai, có được hay không? Nàng là đổng thị mẹ đẻ, đã lên tiếng, ngụy quốc công phủ đương nhiên sẽ không có dị nghị, hoặc phu nhân gặp bà mẫu ngồi ở vị trí đầu không nói, liền tri kỳ ý, âm thầm cắn răng một cái, cuốn gối xưng là. Chuyện nguyên nhân gây ra là này chuỗi vòng tay, Đổng lão phu nhân chậm rãi nói. Diệu diệu nói trả, A Linh nói không có, bởi vậy tranh chấp, thật sao? Hoắc Linh cái mũi co lại co lại, không có trả lời, diệu diệu thì nhìn về phía ngoại tổ mẫu, nhẹ nhàng gật đầu. Từng. Hai người các ngươi đáp án hoàn toàn khác biệt, ở giữa lại không có chuyển tay người, Đổng lão phu nhân mỉm cười. Nói cách khác, trong các ngươi ở giữa, có một người nói láo ánh mắt tại hai tiểu cô nương trên thân đi dạo, nàng từ từ nói. Là ai đâu? Không có người lên tiếng, cũng không ai đứng ra. Đổng lão phu nhân trên mặt ý cười trở nên tế nhị, không lên tiếng nữa, hoắc lão phu nhân lại nói. Các ngươi có chỗ không biết, tay kia liên chất liệu kỳ dị, sinh ra dị hương, có thể trợ người an gối, chỉ là khí tức thanh đạm, bình thường phát giác không ra. Bất quá, mặc dù người phát giác không ra, trải qua huấn luyện chó lại có thể, nàng nhìn về phía nơi cửa đứng hầu vú già, nói. Hướng kinh kiểm ti đi mượn một đầu linh chó đến, lão bà tử còn có mấy phần chút tình mọn, hôm nay đánh bạc mặt đi, cũng phải đem nói láo bắt tới. Câu nói này nói có chút nặng, thêm nữa hoắc lão phu nhân thần sắc hơi lệ, chưa phát giác khiến người biến sắc, hoắc phu nhân đem nữ nhi của mình nắm ở, phát giác nàng thân thể rung lên, trong lòng liền cảm giác không tốt, lại nhìn thượng thủ hai vị lão phu nhân sắc mặt, càng không muốn đem việc này làm lớn chuyện. A Linh Nàng nửa ngồi hạ thân, bình tĩnh nhìn xem nữ nhi, chậm rãi nói. Ngươi xưa nay yêu hồ nháo, có phải hay không lại lung tung cùng tiểu muội muội nói giỡn? Ngươi nhìn ngươi, quái làm ra như thế một cọc sự tình đến, nhiều không được. Hoắc Linh từ khi Hoắc lão phu nhân nói có biện pháp tìm tới đầu kia vòng tay, tâm liền luống cúng, mấy tuổi hài tử, nào đâu có thế ổn được, lúc này mẫu thân cho đưa cái thang, vội vàng thuận hướng xuống bò. Từng, chỉ sợ người khác không tin, nàng trọng trọng gật đầu. Ta nói đùa dịu dịu đâu. Hồ nháo. Hoắc phu nhân quyết tâm tàn nhẫn, từ trong phòng một góc chỗ ấy lấy ra bụi Phật, trùng điệp ở trên người nàng đánh một cái. Đây cũng là có thế nói đùa, còn không mau cùng dịu dịu xin lỗi. Ở chỗ này đều là nhân tinh, mắt thấy một màn này, nào đâu vẫn không rõ, hai vị lão phu nhân dưỡng tính công lực thâm hậu, mặt trầm như nước, đều không ngôn ngữ. Đổng thị sắc mặt xanh xám, cắn chặt răng, chỉ cúi đầu đi xem mình một đôi nữ, cũng không nói chuyện. Dịu dịu, ngươi đừng giận ta, Hoắc Linh đau run một cái, chà sát nước mắt, đến dịu dịu trước mặt đi, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là muốn theo ngươi chỉ đùa một chút, không có ác ý gì, chúng ta cùng tốt a, à, có được hay không? nàng một mặt chờ mong nhìn xem dịu dịu, thần sắc cùng một bên cạnh hoắc phu nhân có chút tương tự. Không, ta không muốn giải hòa với ngươi, dịu dịu nhẹ nhàng lắc đầu, hướng động thị chỗ ấy thối lui, cao mày nói. Ngươi căn bản không phải nghĩ nói đùa dịu dịu, ngươi chỉ là xấu mà thôi. Câu nói này đi thẳng về thẳng, không có chút nào tân trang, đừng nói là đứng mũi chịu sào hoắc linh, liền hoắc phu nhân sắc mặt đều là một âm. Hoắc Linh mắt lộ ra hung ý, chỉ là thoáng nhìn một bên lẳng lặng nhìn nàng tổ mẫu mới hậm hực thu ta thật không phải cố ý dịu dịu ngươi tin ta nha ta có thể giải thích với ngươi nói gập xuống đầu gối nghiêm túc thi lễ một cái vậy cũng không dịu dịu vẫn như cũ lắc đầu đồng dạng chân thành nói ngươi hướng ta xin lỗi cũng không phải là cảm thấy sai chỉ là bởi vì không xin lỗi liền sẽ bị phạt căn bản không có hối cải chi tâm quay đầu đi nàng nằm trong ngực đổng thị dịu dịu không tiếp thụ về sau cũng không muốn để ý đến ngươi ta đều nói xin lỗi ngươi còn muốn như thế nào để cho ta dập đầu cho ngươi bồi tội sao khoác linh trong lòng ủy khuất tức giận nói làm sao dạng này chanh chua dịu dịu đã làm sai chuyện mẹ liền sẽ xử phạt ba ngày không cho phép ăn điểm tâm nhỏ mặc dù dịu dịu rất thèm cũng sẽ phàn nàn nhưng cũng không cảm thấy mẹ làm không đúng ngươi làm sai sự tình, vốn là hẳn là bị phạt, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Diệu Diệu bị nàng làm cho không cao hứng, quay đầu lại, ngẩng lên cái đầu nhỏ cùng nàng đối mặt. Diệu Diệu có thể lựa chọn tha thứ ngươi, cũng có thể lựa chọn không, nhưng vô luận cái nào, ngươi cũng đến bị phạt. Mấy câu xuống tới, liền đem Hoắc Linh trắng đến á khẩu không trả lời được. Hoắc phu nhân sắc mặt u ám, ngược lại không có cùng một đứa bé đối chọi gay gắt, chỉ nhìn hướng đổng thị cương nghiêm mặt cười nói. Diệu diệu thật sự là hảo thơ phong, câu câu đều có lý. Đổng thị mỉm cười, ngữ khí giọng mỉa mai. Làm cha làm mẹ, không tránh khỏi tự thân dạy dỗ, cũng không thể gọi nàng hướng trên đường nghiêng đi thôi. Hoắc phu nhân nghe ra thâm ý trong đó đến, đang chờ chế dễu lại, Hoắc lão phu nhân lại nghiêng mặt đi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Không tự giác đánh một cái run rẩy, nàng gục đầu xuống, không dám làm âm thanh. Diệu Diệu, đến, hoác lão phu nhân hướng Diệu Diệu ngoắt, lại cười nói. Đến A à bà chỗ này tới. Có mẹ cùng ngoại tổ mẫu tại, Diệu Diệu cũng không sợ, đi đến hoác lão phu nhân trước mặt đi, uống gối hành lễ, tế thanh tế khí nói. A à bà, thật xin lỗi. Hoác lão phu nhân khẽ giật mình, lập tức cười lên. Làm sao cùng ta nói cái này? Diệu diệu nhìn xem nàng, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói hôm nay là A à bà sinh nhật, phát sinh loại sự tình này, chắc chắn sẽ không vui vẻ như vậy. Hảo hài tử, hoác lão phu nhân đấy mắt hiện lên một vòng nhu ý, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói. Làm khó ngươi còn nhớ rõ A à bà. Bà mẫu lời này lọc vào tai, hoác phu nhân liền cảm giác trên mặt mình tựa hồ chịu một cái cái tác, đau rát. Đừng sợ, hoác lão phu nhân lại không nhìn con dâu, chỉ ôn hòa nói. Nói cho A à bà, ngươi nguyện ý tha thứ A Linh sao? Nàng là hoác linh tổ mẫu, mà không phải dịu dịu, tiểu cô nương nhìn nàng một cái, trong lúc nhất thời, có chút không dám mở miệng. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, cũng không có cái gì khó mà nói, hoác lão phu nhân vỗ vỗ nàng đầu vai, nói. Tuy là nữ nhi gia, cũng phải có đỉnh thiên lập địa khí độ. Dịu dịu gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Không tha thứ nàng. Hoắc lão phu nhân cũng không nổi giận, chỉ cười hỏi nàng nguyên do. Vì cái gì? Muốn chỉ là cãi nhau mà nói, đương nhiên không có gì, dù là đem dịu dịu đẩy ngã, cũng không có gì, nhưng nàng không thể nói dịu dịu là kẻ trộm. Tiểu cô nương con mắt thanh tịnh, mắt sáng ngời, chân thành nói. Như vậy truyền đi, về sau liền không ai chịu cùng dịu dịu chơi, cha mẹ, còn có các ca ca cũng sẽ bị người chê cười, không ngóc đầu lên được. Ngọc thụ cao vút, tiết sinh nhà hắn môn đình, kim lăng quý nữ rất nhiều, chẳng trách chỉ ngươi có phượng mệnh, hoắc lão phu nhân ánh mắt tán thưởng, vẫn không khỏi thở dài một tiếng, từ trên cổ tay gỡ xuống một chuỗi tử đàn Phật Châu, đưa tới diệu diệu trong tay. Hôm nay là hoắc gia thất lễ, a à bà hướng diệu diệu xin lỗi. Này chuỗi Phật Châu vẫn là hoắc lão phu nhân xuất giá lúc bồi tiễn, cực kỳ trân quý, lúc này cho ngoại nhân, hoắc phu nhân cùng hoắc linh đều là mặt lộ vẻ không cam lòng, lời nàng nói, khiến cho hai người khí nhược trưởng giả ban thưởng, không dám từ, dịu dịu nhớ tới mình trước đó không lâu vừa học câu, liền hai tay tiếp, lập tức lại từ mình hương trong bọc lấy ra ba viên trần bì đường đưa qua. Dịu dịu mời A à bà ăn kẹo. Cái gì đường có thể so sánh được mình bà mẫu này chuỗi Phật Châu? Hoắc phu nhân đứng ở một bên, đáy mắt là không thể che hết mỉa mai. Cốt cốt cốt, tạ ơn dịu dịu thọ lễ, nhưng mà Hoắc lão phu nhân lại mỉm cười thu cái này Phật Châu là A à bà Âu Yếm chi vật, cái này ba viên đường, cũng là diệu diệu Âu Yếm chi vật, chúng ta có qua có lại. Đưa một viên nhập khẩu, nàng cười nói. Thật ngọt. Chính diệu diệu cũng ăn một viên, nhếch môi, cười vui vẻ. Chương 17 Đánh cờ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoác lão phu nhân xác thực có độ lượng rộng rãi. Trận này tranh chấp tại trước mặt mọi người phát sinh, người gặp rất nhiều, lại cứ ở giữa không có chuyển tay người, muốn tìm cái hạ nhân đền tội cũng không được, nàng cũng rộng rãi, nói thẳng trong nhà ấu nữ mất giáo, từ đó nhất định chặt chẽ quản thúc. Lời này vừa để xuống ra ngoài, người khác liền biết, chuyện này hoác linh thất lễ, cùng ngụy quốc công phủ tiểu nương tử không quá mức quan hệ. Hoác gia có thái độ, thêm nữa hai nhà xưa nay có giao, ngụy quốc công phủ đương nhiên sẽ không chết trắng không thả, cười cười nói nói vài câu, chuyện này liền quá khứ. Leo lên hồi phủ xe ngựa, Đổng thị mới nhẹ giọng hỏi tiểu nữ nhi. Dịu dịu, lúc ấy ngươi nói những lời kia, đều là mình nghĩ sao? Ừm, dịu dịu ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng, lại có chút lo lắng. Có phải hay không dịu dịu nói sai? Không có, Đổng thị vui mừng nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa. Dịu dịu làm rất tốt. Nhỏ như vậy hài tử, biết yêu quý mình mặt mũi là bình thường, nhưng biết trộm cắp chuyện này truyền đi sẽ cho trong nhà hổ thẹn cho nên kiên quyết không nhận mới là thật khó được đổng thị vốn là không thể nào tin mệnh lý mà nói mặc dù có đạo thanh đại sư sự tình như cũ bán tính bán nghi nhưng kinh chuyện hôm nay cũng có chút buông lỏng có lẽ vị kia đạo thanh đại sư nói không sai dịu dịu xác thực thân phụ phượng mệnh sinh mà bất phàm sờ sờ nàng lỗ tai nhỏ đổng thị nhẹ nhàng cười còn muốn tạ ơn nhị ca ca bảo hộ không gọi người khác khi dễ dịu dịu tiểu cô nương còn nhớ rõ ngụy bình viễn ở trước mặt người ngoài đối với mình giữ gìn lập tức đem trước hắn cười mình mập sự tình đem quên đi từ mình hương trong bọc lấy đường đưa tới cho hắn cám ơn ngươi ngụy bình viễn đưa tay tiếp nhìn một chút nghiêm túc hỏi ta sau khi ăn xong cũng sẽ giống ngươi mập như vậy sao dịu dịu bị đâm trúng chuyện thương tâm nhất thời xấu hổ thở hồng hộc đi xem đổng thị. Mẹ, ngươi quản quản hắn mà. Cái này hai huynh muội một không có ngoại bộ mâu thuẫn, lập tức liền đối chọi gây gắt. Đổng thị vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn một chút nhi tử, nói khẽ. Bình viễn, ngươi so dịu dịu lớn, là ca ca, không cho phép khi dễ nàng. Ngụy bình viễn biểu môi. Ai kêu nàng đần. Dịu dịu mồm mép không bằng ngụy bình viễn lưu loát, bị ép buộc vài câu về sau, khó khăn dâng lên lòng cảm kích liền không có, rút sụt xịt cái mũi, sắp khóc. "Mẹ. A Viễn, Đổng thị ngữ khí nặng. Không cho phép nói bậy." Ngụy Bình Viễn nhìn xem tiểu muội muội, rút cục miễn cưỡng ngừng miệng. Diệu Diệu tức giận nhìn xem hắn. "Người xấu, đem đường còn cho Diệu Diệu." "Ta lại không." Ngụy Bình Viễn cầm trong tay viên kia đường đưa vào miệng bên trong, đặt tại trên đầu lưỡi duỗi cho nàng nhìn. Đã ăn vào đi. Chán ghét, dịu dịu nhìn hắn chầm chầm. Về sau không đùa với ngươi nhi. Không chơi liền không chơi, Ngụy Bình Viễn nói. Chân ngắn người đần, ta mới không muốn cùng ngươi chơi. Dịu dịu thua thiệt liền thua thiệt tại ăn nói vụng về bên trên, xuất giá trước đó bị nhị ca ca khi dễ, xuất giá sau lại được bị hoàng đế khi dễ, lúc này nói không lại Ngụy Bình Viễn, vĩ khuất rút sụt xịt cái mũi, qua khóc lớn lên. Đổng thị vội vàng ôm lấy nữ nhi hống, lại đi trách cứ Ngụy Bình Viễn. Có người nói như vậy mùi mùi sao? Ngụy Bình Viễn không nghĩ tới dịu dịu nói khóc liền khóc, chân tay luống cuốn một hồi, chợt từ mình trong ví móc ra hai khối đường. Đừng khóc, bồi hoàng gấp đôi cho ngươi. Dịu dịu có chút ý động, nằm ở mẹ trong ngực, mi mắt dù còn treo nước mắt, tiếng khóc nhưng dần dần ngừng. Ê, Ngụy Bình Viễn đưa tay tới cầm. Cuối cùng lại tha thứ ngươi một lần, dịu dịu nhỏ mập móng vuốt vương quá khứ, miệng bên trong nghĩa chính ngôn từ tái diễn nói rất nhiều lần mà nói. Thật là một lần cuối cùng. Hôm nay thọ yến vừa kết thúc, Hoắc Linh liền bị gọi vào Hoắc lão phu nhân nơi đó đi, lại không có trở về, Hoắc phu nhân chính lo lắng, liền nghe bên ngoài người tới, Hoắc lão phu nhân mời nàng quá khứ. Ngụy Quốc công phủ tiểu nương tử cũng là yếu ớt, làm cái gì như thế cố chấp, không phải gọi A Linh khó xử. Nàng sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đang chờ thổ lộ, lại nghe Hoắc lão phu nhân lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Hoắc phu nhân thần sắc cứng đờ, sắc mặt đỏ lên, nửa ngày, rốt cục chậm rãi quỳ xuống đất. Nhà mình đã làm sai chuyện, làm sao còn trách đến khổ chủ trên người rồi. Hoắc lão phu nhân chậm rãi nói. Ngươi sống đến từng tuổi này, liền dịu dịu đứa nhỏ này cũng không bằng. Hoắc lão phu nhân trượng phu mất sớm, là chủ mẫu, chấp trưởng hoắc gia nhiều năm, không giận mà uy, hoắc phu nhân vội vàng đổi giọng. Nương dạy phải, A Linh thật là không hiểu chuyện, bình thường hồ nháo thì cũng thôi đi, làm sao còn dám tại nương thọ yến bên trên làm loạn. Hoắc lão phu nhân nhìn xem nàng, đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng. Ngươi thật cảm thấy, đều là A Linh làm không tốt. Nương, chuyện này ta trước đó thật không biết, Hoắc phu nhân tốt nhất lại chưa từng phát giác bà mẫu không vui, cho là nàng hoài nghi chuyện này là mình an bài, vội vàng giải thích. Ngài là biết đến, a à anh thân thể không tốt, ta khó tránh khỏi nhìn nhiều cố hắn chút, không thiếu được coi nhẹ A Linh, gọi nàng thành bực này đi hoa tính tình. Nàng nói a à anh chính là Hoắc gia gia chủ duy nhất con trai trưởng, tuổi gần 2 tuổi Hoắc anh. Triệu thị, Hoắc lão phu nhân bình tĩnh nhìn xem nàng, từ từ nói. Ngươi biết A Linh vì cái gì vẻn vẹn hãm hại diệu diệu, lại không hãm hại người khác sao? Hoắc phu nhân nghe bà mẫu gọi mình một tiếng, triệu thị, trong lòng liền biết không ổn, có thể nghĩ nửa ngày, cũng không có nguyên do, dừng một chút, rốt cục lúng ta lúng túng nói. Nàng tâm tư hay thay đổi, không có chương trình, con dâu chỗ nào có thể biết. Là bởi vì ngươi. Hoắc lão phu nhân đau nhất thầm nghĩ. Bởi vì Ngụy Quốc công phủ cự chuyện thông gia, trong lòng ngươi không vui, nhiều lần có oán hận, bị nàng vụng trộn nghe được, cho là mình nương bị người khi dễ, cho nên muốn giúp ngươi hả giận. A Linh là yêu hồ nháo, người khác nghĩ như thế nào cũng không quan hệ, nhưng ngươi là nàng mẹ ruột, sao có thể nửa phần nàng tâm tư cũng đều không hiểu. Hoắc phu nhân như bị sét đánh, cứng tại tại chỗ, dường như thành một nhân. A Linh còn nhỏ, tính tình còn có thể vạn trở về, ngươi lại không thành, Hoắc lão phu nhân nhắm mắt lại, thở dài nói con ta chỉ a anh một cái con trai trưởng không thể bị ngươi nuôi phế ta sẽ đích thân chiếu kháng ngươi không làm được lương mẫu liền chuyên tâm làm hiền thê hảo hảo quản lý trong phủ sự tình a không thành không thành Hoắc phu nhân nước mắt chảy xuống nương a anh là trên người ta rất xuống thịt ngươi không thể mang đi hắn không thể ta vì cái gì không thể Hoắc lão phu nhân thần sắc lãnh túc chậm rãi nói A Dung sau khi sinh, một mực tại bên cạnh ta giáo dưỡng, đây là chính ngươi nói ra, không phải ta cướp đoạt, muốn các ngươi mẫu nữ tách rời, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi về nhà ngoại nói ta hung ác bá đạo, chiếm cốt nhục của ngươi, không cho phép các ngươi gặp nhau. Vì A Dung, vì hoác gia, ta nhịn, không nói gì, nhưng A Linh luôn luôn chính ngươi giáo dưỡng A, à, ngươi lại ngạnh sinh sinh đem nàng giáo thành cái dạng này. Hoác lão phu nhân nhìn chầm chầm nàng, nói. Ngươi nói, ta còn dám đem A à Anh đặt ở chỗ ngươi sao? Hoắc phu nhân thần sắc kinh hoàng, bờ môi khẽ động, đang chờ phân biệt vài câu, lại trước một bước bị đánh gãy. Làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, không quản lý không cần quản. Hoắc lão phu nhân dư uy vẫn còn, từng chữ nói. Nếu là tất yếu, ta không ngại tại hậu viện xây một tòa phật đường, gọi ngươi đi lặng lặng tâm. Hoắc phu nhân thần sắc mấy biến, rốt cuộc bình tĩnh trở lại miễn cưỡng cười một tiếng, dập đầu nói. Là, con dâu tự nhiên nghe theo nương phân phó. Tiểu tức phụ lúc này chính là hoàng đế trong mắt, hoắc gia sự tình vừa ra, hắn liền biết. Ngụy quốc công phủ tiểu nương tử thân phụ phượng mệnh, bị hoàng đế tiếp tiến cung đi nuôi, chuyện này kim lăng huân quý đều biết, bất luận tương lai chuẩn cùng không cho phép, chí ít lúc này, đều là coi nàng là thành tương lai hoàng hậu đối đãi. Hoắc gia gia chủ ngày thứ hai liền vào cung thỉnh an, nói mấy món triều chính về sau, liền hướng hoàng đế thỉnh tội, nói nói mình trị gia không nghiêm, cùng sau đó xử trí. Hoàng đế trong lòng khẳng định là không thoải mái, nhưng mà hoác gia thái độ khiêm hòa, không chút nào từ chối, hắn cũng sẽ không chết cắn không thả, âm thầm tại quyển vở nhỏ bản bên trên nhớ một bút, liền khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui xuống. Tiểu cô nương bị ủy khuất, mặc dù oan khuất rửa sạch, nhưng vẫn là đem hoàng đế cho đau lòng hỏng, đợi đến nàng hồi cung về sau, dù quá khứ mấy ngày, nhưng vẫn là ôm béo miêu miêu, ôm nhu hỏi vài câu. Diệu diệu cùng hắn thân cận, ngược lại không che lấp, đem hôm đó sự tình một năm một mười nói. Diệu diệu làm rất đúng, hoàng đế nghe xong cả cười, xoa bóp nàng lỗ tai nhỏ, nói. Thật lợi hại. Diệu diệu bị hắn khích lệ, có chút không có ý tứ, cái đầu nhỏ nằm trong ngực hắn, không có lên tiếng. Ngọt ngào ném vi sinh hoạt, lại muốn bắt đầu nha. Ngụy Quốc công phủ đem nhà mình tiểu nương tử đưa vào cung đi là một chuyện, nhưng dạy thế nào nuôi, chính là một chuyện khác. Diệu Diệu mẹ đẻ Đổng thị, là Đổng thái phó đích trưởng nữ, tinh thông thi thư, cầm kỳ một đạo cũng có nhiều độc lướt qua, bình thường nam tử không bằng. Nàng cùng Ngụy Quốc công lúc trước sinh hai đứa con trai, trưởng giả theo võ, lần từ này văn, đến phiên tiểu nữ nhi lúc, đương nhiên sẽ không dạy múa thương làm bổng, chỉ gọi nàng lấy thi thư dưỡng khí, lấy cầm kỳ vận thần dạng này thời đại nữ nhi gia chỉ đem hết thảy ký thác tại trên thân nam nhân cũng không phải là cái gì phúc khí trong lòng có khác một chỗ an ổn thiên địa mới thật sự là lớn lao có ích ngụy quốc công sáng tỏ thê tử khổ tâm cho nên chưa từng đề cập qua dị nghị dịu dịu mặc dù mê nhi nhưng vẫn là rất nghe mẹ mà nói dù cho người trong cung hơi phàn nàn vài câu về sau liền thành thành thật thật tập viết đọc sách rất ít lười biếng ngày hôm đó giờ ngọ Hoàng đế trong lúc rảnh rỗi liền ôm dịu dịu đến ấm trên giường đi, cách Bạch Ngọc bàn cờ đánh cờ. Nàng ít như vậy niên kỹ, thật đánh cờ hiển nhiên không thành, cũng chỉ có thể chơi đùa cờ caro đơn giản như vậy trò chơi. Trong truyền thuyết, cờ caro khởi nguyên từ Nghiu Thuấn thời kỳ, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều cùng cờ vây công cộng bàn cờ, bởi vì quy tắc thông tục dễ hiểu, ngược lại so cờ vây càng thêm rộng làm người biết. Dịu dịu tuổi còn nhỏ tâm tư đơn giản chơi cái này hiển nhiên không phải hoàng đế đối thủ không bao lâu liền thua rối tinh rối mù nhỏ lông mày cũng nhào càng ngày càng gấp hoàng đế nhìn buồn cười lại không nghĩ chọc giận nàng khổ sở liền âm thầm nhường gọi nàng thắng một lần lúc này mới gặp nàng nhếch môi cười lên lúc này mới chỉ là hai ván thời gian còn dài mà thứ này vốn là vì một trận thắng thua hắn như luôn luôn để cho ngược lại không tốt liền thả chậm tốc độ ôn nhu chỉ điểm nàng vài câu. Dịu dịu lại thua, tiểu cô nương tức giận nói. Không vui. Từ từ sẽ đến. Hoàng đế rất có kiên nhẫn sờ sờ dịu dịu cái đầu nhỏ, lại bị nàng né tránh. Tiểu ca ca luôn luôn thắng, dịu dịu không vui, nàng buồn buồn nói. Không muốn cho ngươi sờ đầu. Chương 18 Ăn người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Làm sao còn khí lên, hoàng đế cười bất đắc dĩ. Được được được, chúng ta lại đến một ván, có được hay không? Tiểu cô nương ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn, chân thành nói. Dịu dịu đi trước. Hoàng đế chỉ có gật đầu. Tốt tốt tốt, dịu dịu đi trước. Tiểu cô nương tốt nhất lại không chịu nhả ra. Còn muốn cho dịu dịu ba viên tử. Dịu dịu, đây là cờ ca rô, năm viên liền cùng một chỗ liền thắng. Hoàng đế không biết nên khóc hay cười ba viên tử để nhiều lắm tiểu ca ca khi dễ người dịu dịu nhìn hắn chằm chằm lớn như vậy còn khi dễ tiểu hài tử đây không phải khi dễ người hoàng đế chân thành nói đây là giảng đạo lý dịu dịu mắt hạnh bên trong toát ra hai uông nước mắt đến ngập nước vĩ khuất nhìn xem hắn tốt a à, tốt a à, hoàng đế tranh thủ thời gian đầu hàng cho béo miêu miêu vuốt lông vậy liền để ba viên tử Diệu diệu thu nước mắt, khí thế hung hăng rơi xuống tử. Chiếm tiện nghi về chiếm tiện nghi, nhưng lẫn nhau tuổi tác tầm mắt đều bày biện đâu, đi trong chốc lát, chính là hoàng đế chiếm thượng phong. Diệu diệu mắt hạnh chớp chớp, bỗng nhiên nhìn về phía hoàng đế sau lưng, nói. Ngoại tổ phụ. Hoàng đế sửng sốt một chút, vô ý thức xoay người lại nhìn, đã thấy sau lưng cũng không bóng người, lại đi nhìn thế cuộc lúc, hắc tử đã thiếu đi hai viên. Diệu diệu, hắn nghiến nghiến răng, nói. Ngươi ngoại tổ phụ ở đâu? Tại Diệu Diệu trong lòng, tiểu cô nương chững chạc đàng hoàng nói dối. Diệu Diệu nghĩ ngoại tổ phụ. Hoàng đế không nghĩ tới tiểu cô nương học được gạt người, một chỉ bàn cờ, nói. Nơi này là không phải thiếu đi hai viên quân cờ. Diệu Diệu một mặt dĩ giả loạn chân nghi hoặc. Có sao? Nếu không, hoàng đế nghiêng mắt thấy nàng chúng ta đếm xem hắc tử bạch tử đều có nhiều ít. Số liền số, dịu dịu không chút nào sợ hãi. Thiếu vang uổng người. Nàng nói nghĩa chính ngôn từ, ngược lại để cho hoàng đế trong lòng bồn chồn, nhìn một chút một bên Trần Khánh, đã thấy hắn chính nín cười, sở trường chỉ thị ý bên tay chính mình nhi mâm đựng trái cây. Khá lắm, béo miêu miêu biến thành tặc hồ ly, thế mà còn biết chuyển di tan vật, phản dội người bị hại một chậu nước bẩn hoàng đế đang có điểm giật mình, liền gặp con kia miêu miêu thăm dò quá khứ, xem trước một chút mâm đựng trái cây, nhìn nhìn lại hắn, một mặt chính trực nói. Rõ ràng ngươi là dấu, lấy ra hãm hại dịu dịu. Hoàng đế, người xấu, dịu dịu thừa thắng xông lên. Cách không được luôn thắng dịu dịu, thắng mà không võ. Hoàng đế, tiểu ca ca tại sao không nói chuyện, dịu dịu đắc ý vẫy đuôi. Đuối lý đi. Diệu Diệu hoàng đế nhìn nàng xem xét, nói: "Còn dám nói chuyện, tiểu ca ca đánh cái mông ngươi." Tiểu ca ca là người xấu. Diệu Diệu chột dạ thu hồi cái đuôi, thật nhanh chạy ra. Tháng 7 bệnh trùng tơ, thời tiết chuyển lạnh, đợi cho tháng 8, kim lăng trước kia nóng bức trừ khử, gió thu dần dần lên, thanh lương, đến buổi chiều, càng phải đem khung cửa sổ khép kín để tránh thụ phong cảm lạnh. Đêm nay hoàng đế tại hàm nguyên điện thiết yến khoảng đãi mấy vị cận thần không muốn gọi diệu diệu một mình dùng bữa liền đưa nàng một lên ôm qua đi làm sao lại cùng dính vào đồng dạng anh quốc công một mặt im lặng hướng ngụy quốc công nói hận không thể đem diệu diệu biến thành tiểu đoàn chứa ở trong túi mang theo đi ra ngoài ngươi là hắn nhạc phụ quản quản a ngụy quốc công không có hắn như vậy nhiều bực tức nhìn mình tiểu nữ nhi cười một mặt ôm nhu gặp nàng nhìn qua nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng đế cũng không có nhìn thấy nhạc phụ động tác này, chính nắm tiểu thê tử quá khứ, đưa nàng an trí tại bên người cái ghế nhỏ bên trên, lại lấy vây túi thay nàng đeo lên, miễn cho nước canh dính vào y phục, cuối cùng, mới đem lau sạch sẽ đĩa bát đổ đặt tới trước mặt nàng đi. Một bộ này động tác như nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên trôi chảy, nội điện bên trong người cho hết kinh trụ, trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, liền anh quốc công đều không có lại nhã rảnh bọn hắn kinh ngạc, hoàng đế ngược lại không cảm giác có cái gì, dù sao hắn vẫn luôn là dạng này chiếu cố dịu dịu, lúc này cũng không ngoại lệ. Cung trong ngự thiện, thiên tử trên bàn tự nhiên tốt nhất, dịu dịu nhất môi nhìn một hồi, nhìn nhìn lại cha, rốt cục chiến thắng miệng lưỡi chi dục. "Tiểu ca ca," nàng tế thanh tế khí nói, "Dịu dịu có thể hay không đi cùng cha ngồi?" Hoàng đế ngơ ngác một chút, lúc này mới nhớ tới, mình đem Ngụy Quốc công cũng lưu lại nhạc phụ cùng con rể luôn luôn quan gia đối đầu ngụy quốc công cùng hoàng đế cũng không ngoại lệ dịu dịu hắn có chút thất lạc nhỏ giọng hỏi nàng ngươi không muốn tiểu ca ca sao đương nhiên muốn dịu dịu bị hỏi khó xử nhỏ lông mày nhíu lại một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói nhưng dịu dịu cũng đã lâu không có gặp cha đặc biệt nghĩ hắn rất lâu là bao lâu mới ba ngày đâu hoàng đế trong lòng vừa chua lại chát nhưng mà nhìn xem tiểu cô nương cặp kia ẩn hàm mong đợi mắt hạnh, rốt cục sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói: Đi qua đi. Diệu Diệu cười vui vẻ. Tạ tạ tiểu ca ca. Bữa cơm này ăn không mặn không nhạt, hoàng đế gặp mặt trước món ăn, cũng hoàn toàn không có khẩu vị, thỉnh thoảng ai oán nhìn lén một chút tiểu thê tử, đã thấy nàng chính cùng Ngụy Quốc công thấp giọng nói chuyện, con mắt lóe sáng sáng, vui vẻ ghê gớm hoàn toàn không biết tiểu ca của nàng ca chính ăn khó nuốt xuống hoàng đế mang thù bản tính dâng lên cơ hồ đem trong lòng quyển vỡ nhỏ bản vạch phá mới miễn cưỡng chịu đựng không gọi mình biểu lộ gì thái như thế đến buổi chiều hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ lúc dịu dịu niên kỷ tuy nhỏ người bên cạnh lại chiếu cố cẩn thận tắm rửa rửa mặt tất nhiên là không cần sẽ còn lấy dược tài ngâm chân ấm người sau đó càng phải mặc vào vớ vải thẳng đến thuốc sức lực qua mới có thể cởi xuống, nằm xuống an giấc. Vương Ma Ma động tác nhu hòa nắm chặt cái kia hai cái chân nhỏ, nhẹ nhàng vì nàng mặc vào vớ vải, lúc này mới từ một bên trong tủ quầy lấy một chiếc bình ngọc, mở ra nắp bình về sau, hướng trong lòng bàn tay nàng nghi bên trong đổ một chút. Khi là đặc chế tường vi hương lộ, nhất là giữ ẩm, gần đây từ hạ chuyển thu, thời tiết khô ráo, nhiều xóa một chút, tổng không có chỗ xấu. Diệu Diệu dùng tay ấm đem cái kia hương lộ ấm mở, tay nhỏ trượt trượt, mới hướng trên mặt mình xóa, nghiêm túc cực kỳ, đợi cho bên trên sập về sau, mới phát hiện hoàng đế gối lên cánh tay, bình tĩnh đối nàng nhìn. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, có chút không có ý tứ. Cỏ đến tiểu ca ca bên người đi, nàng dựa vào hắn tới gần chút, nghiêng mặt, nhỏ mập móng vuốt vương quá khứ, gọi hắn đi nghe khí tức kia. Thơm thơm đát. Hoàng đế chưa phát giác bật cười, nắm nàng tay nhỏ hôn một chút, có nhiều giới là. Ừm, xác thực rất thơm. Diệu diệu hào phóng chia sẻ. Tiểu ca ca muốn xóa một chút sao? Không được, hoàng đế khước từ nói. Nam nhân xóa cái này, giống kiểu gì? Bất quá, hắn mỉm cười, dưới ánh đèn, một ngụm tuyết trắng răng, đặt vào trắng héo ánh sáng. Trẫm có cái biện pháp tốt hơn. Diệu diệu hiếu kỳ nói. Cái gì? Ngươi thơm như vậy, nếu là đem ngươi ăn hết, trẫm có thể hay không cũng rất thơm hoàng đế cười như cái biến thái không tin dịu dịu một chút cũng không sợ chân thành nói tiểu ca ca tốt như vậy luôn luôn uy dịu dịu điểm tâm nhỏ mới sẽ không ăn dịu dịu đương nhiên là uy béo một chút mới tốt ăn hoàng đế nắm nàng ngó sen non đồng dạng cánh tay nhỏ nếu có việc hít hà lại non lại hương vừa vặn có thể vào nồi nhớ tới những cái kia mẹ nói qua sẽ ăn tiểu hài nhi yêu quái, dịu dịu liền có một chút sợ, vội vàng đem cánh tay nhỏ ra bên ngoài rút. Dịu dịu không thể ăn. Ai nói, hoàng đế ung tùng nói. Da miệng thịt mềm, xem xét liền rất khai vị. Thật không thể ăn, bên ngoài đèn đuốc tắt rơi, dịu dịu càng sợ, hướng trong chăn rụt rụt, nơm nớp lo sợ nói. Dịu dịu vừa rồi lười biếng, khi tắm không có gội đầu tóc, là dầu hoàng đế nghe nàng vì không bị ăn hết thà rằng dạng này tự bột ngắn càng cảm thấy vô cùng thả ái tốt a à, ai kêu dịu dịu đáng yêu như thế hắn khắc chế trong lòng phấn hồng bong bóng cố mà làm nói trẫm sẽ không ăn dịu dịu lại đi trong chăn ruột ruột tế thanh tế khí hỏi nếu là dịu dịu một mực đáng yêu tiểu ca ca liền sẽ không ăn dịu dịu sao hoàng đế nghe nàng đồng ngôn trẻ con ngữ nín cười lập lờ nước đôi rồi nói sao? Không muốn ăn dịu dịu, thật nhiều người đều nói dịu dịu đáng yêu đâu, còn có, tiểu cô nương bị tự hồ bị hù dọa, chặn lại nói. Dịu dịu lại sẽ bán manh. Hoàng đế lại nhịn không được, tiến tới hôn một chút béo miêu miêu cái trán, ôm nhu nói. Được rồi được rồi, dọa ngươi, dịu dịu như thế làm người thương, chẳng mới bỏ được không được ăn hết đâu. Dịu dịu cuộn tròn trong ngực hắn, ngoan vô cùng. Thật sao? hảo hài tử, nhanh ngủ đi, hoàng đế vỗ vỗ nàng đầu vai, ôm nhu nói. Trẫm ở chỗ này, ai dám động đến ngươi? Diệu diệu đạt được cam đoan, tự hồ cũng đã có lực lượng, trùng điệp từ âm thanh, nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Ngày thứ hai là cái cực kỳ sáng rỡ trời nắng, hoàng đế vô sự, liền dẫn diệu diệu hướng ngự lâm viễn đi chơi nhi. Vương ma ma vì nàng chuẩn bị một con bỏ túi cái rổ nhỏ, chuyên môn dùng để hái nấm, Tiểu cô nương vác lấy thời điểm, đáng yêu muốn gọi người liền thân ba miệng. Bởi vì tối hôm qua cái kia ăn người tâm mưu, thẳng đến lúc này, dịu dịu còn có chút sợ hoàng đế. Đồ ăn sáng thời điểm, nàng mượn hút cháo công phu, vụng trộn dò xét cái này sẽ ăn người tiểu ca ca. Thấy một lần hắn nhìn qua, liền vội vàng quay đầu đi, chỉ sợ hắn thay đổi chủ ý, đem dịu dịu ăn hết. Hoàng đế nhìn thấy, trong lòng buồn cười, lại có chút nhi đau lòng, muốn giải thích nhưng bởi vì lúc này còn có nội thị cung nhân nhóm tại ngược lại không thật nhiều nói dứt khoát nuốt xuống dự định sau đó tìm cái thời cơ giải thích rõ ràng ông tiểu thê tử lên ngựa bọn hắn trực tiếp hướng ngự lâm biển đi vừa đến địa phương dịu dịu liền mang theo nàng cái rổ nhỏ dự định tiểu ca ca xa một chút vụng trộm nhặt cây nấm đi hoàng đế nhìn ra nàng tâm tư lắc đầu bật cười chỉ sợ nàng xảy ra chuyện liền ở sau lưng nàng không gần không xa đi theo Diệu diệu nghe thấy bước chân hắn âm thanh, nhịn không được nhìn trộn đi nhìn, nào biết còn không thể nàng rụt đầu trở về, hoàng đế liền nhanh chân hướng về phía trước, đến nàng bên người. Diệu diệu, hoàng đế nhẹ nhàng cười hỏi. Ngươi làm gì chứ? Lúc này, tiểu cô nương thấy một lần cái kia miệng sắc bén răng trắng đã cảm thấy trong lòng run sợ, nắm chặt cái rổ nhỏ, yếu ớt nói. Diệu diệu chỉ là đến hái nấm. A, à, hái nấm nha, hoàng đế cười hiền lành rất tốt. Diệu diệu về sau không ăn thịt, chỉ ăn làm, tiểu cô nương vừa đáng thương, lại ủy khuất. Thịt đồ ăn đều cho tiểu ca ca, ngươi không muốn ăn diệu diệu. Sao có thể dạng này làm người khác ưa thích đâu, tiểu thê tử của hắn. Trẫm không ăn thịt người, kia là cùng ngươi nói đùa, diệu diệu, ngồi sổng người xuống, hoàng đế ôn hòa mà nghiêm túc. Đừng sợ. Diệu diệu bán tính bán nghi. Thật sao? Hoàng đế tự nhiên gật đầu. "Thật." Thế nhưng là, Diệu Diệu có chút chần chờ, dừng một chút mới nói, "Tiểu ca ca răng sáng như vậy, quái dọa người. Trẫm không có sinh một mụn răng vàng, thật xin lỗi a." À. Hoàng đế kìm nén đến trong lòng lớp kính, nhìn nàng xem xét, chợt ác liệt. "Trẫm không ăn thịt người là thật, nhưng không phải loại lương thiện cũng là thật. Chỉ cần không ăn thịt người," Diệu dịu siết chặt cái rổ nhỏ, rụt rè nói, cái kia tiểu ca ca vẫn là người tốt trẫm mặc dù không phải yêu quái nhưng so yêu quái còn đáng sợ hơn hoàng đế hừ một tiếng nói trẫm là quỷ một ngày này thật sự là lại là yêu quái lại là quỷ dịu dịu đều có chút mệt mỏi chỉ chỉ phía sau hắn chân thành nói nhưng tiểu ca ca có bóng dáng đó là bởi vì trẫm có thế ẩn nhẫn hoàng đế không đỏ mặt chút nào mặc dù rất vất vả nhưng vẫn là trang cùng người bình thường đồng dạng. Diệu diệu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói. Liền là trong chuyện xưa thường xuyên nói cái kia quỷ sao. Hoàng đế trọng trọng gật đầu. Ừm. Diệu diệu tự hồ bị hù dọa, vứt bỏ cái rổ nhỏ, thật nhanh chạy mất. Hoàng đế không nghĩ tới nàng nói chạy liền chạy, lại sợ nàng dạng này ngã, đang muốn đứng người lên truy, đã thấy nàng lại chạy về tới, trong tay nắm vuốt vài miếng cây ngô đồng dịp. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lại giật mình. Dịu dịu nghe người ta nói, quỷ là không thể phơi nắng, tiểu cô nương gọi hắn ngồi dưới đất, cầm lá cây ngăn tại trên đầu của hắn, thần sắc lo lắng. Hôm nay mặt trời như thế lớn, tiểu ca ca tan ra làm sao bây giờ? Chương 19 Cây nấm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hoàng đế không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ đi mà quay lại, đợi cho nàng câu nói kia nói xong càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ không được hắn nhìn xem dịu dịu chậm rãi nói trẫm nhịn không được dịu dịu nghe không hiểu câu nói này chấp chấp mắt hạnh nghi hoặc nhìn hắn làm sao rồi hoàng đế lại không vội vã trả lời chỉ đưa tay vòng lấy béo miêu miêu nhỏ thân thể tại trên trán nàng ôn nhu mà thành kính hôn một chút dịu dịu về sau rụt cổ một cái có chút không có ý tứ ngươi sao có thể khả ái như vậy? Hoàng đế quốc tức cực kỳ, ánh mắt nhìn nàng chầm chầm, làm sao đều nhìn không đủ. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, tế thanh tế khí nói. Diệu diệu vốn là rất đáng yêu nha. Hoàng đế ôm nhu gật đầu, đưa tay đến đỉnh đầu nàng, Sau đo nàng chi bi, ngữ khí mơ hồ tiếc núi. Diệu diệu nếu có thể nhanh lớn lên liền tốt, trẫm lập tức cưới ngươi, cùng ngươi sinh một đám béo oa oa ra. Diệu Diệu còn nhỏ đâu, nào đâu có thế minh bạch hắn lời này, liền nghe hiểu sẽ có rất nhiều béo qua qua một câu này. Chờ bọn hắn ra đời, Diệu Diệu dẫn bọn hắn chơi, nàng coi là này sẽ là mình tiểu đồng bọn, nghĩ nghĩ, nói. Còn có thể đem điểm tâm nhỏ nhường cho bọn họ ăn. Quên đi, hoàng đế biết tiểu cô nương có bao nhiêu hộ ăn, liền là hắn, cũng không thể từ trong miệng nàng trộn ra điểm tâm nhỏ đến đâu, nghe xong lời này, liền có một chút giấm trước thành hôn, không vội mà sinh béo hoa oa Diệu diệu bị hắn làm hồ đồ rồi. Từng. Đúng, chúng ta trước không sinh, hoàng đế nhớ tới ở kiếp trước các con, không tự chủ được nhíu lên mi. Đều rất chán ghét. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, nói. Diệu diệu nhất ngoan. Ân, ừ, diệu diệu nhất ngoan a, à. hoàng đế không suy nghĩ thêm nửa kiếp trước, nhìn một chút chi bi tiểu thê tử, lòng tràn đầy đều là phấn hồng bong bóng, mềm muốn tan ra, nắm nàng một cái tay nhỏ, ôm nhu nói. Đi, chúng ta nhặt cây nấm đi. Diệu diệu còn nhớ rõ hoàng đế lúc ấy nói mình là quỷ sự tình, có chút lo lắng nhìn xem hắn. Mặt trời như thế lớn, tiểu ca ca không sao sao. Không có chuyện, hoàng đế chân tâm thật ý nói. Có diệu diệu tại, trẫm cái gì còn không sợ. Ừm. Diệu diệu tin, có loại bị ủy thác trách nhiệm cảm giác, rất nghiêm túc gật đầu, nhấc lên trên đất cái rổ nhỏ, nói. Vậy chúng ta đi. Chính là hạ thu thay đổi thời khắc, ngự lâm viễn bên trong loài nấm rất nhiều, chỉ là che đậy tại cỏ cây phía dưới, không tốt điện tìm, cần liên tục cẩn thận mới là. Cũng may hai người có rảnh, chậm rãi đi một vòng, cũng là không vội. Diệu diệu vác lấy âu yếm cái rổ nhỏ, bước nhỏ bước vững vững vàng vàng, đi tại hoàng đế đằng trước, đông nhìn một cái tay nhìn xem, chuyên chú cực kỳ. Hoàng đế bồi tiếp nàng chơi, cũng giúp đỡ phân rõ nàng phát hiện cây nấm có thể ăn được hay không, có phải hay không có độc, miệng bên trong không quên căng dặn. Chậm một chút, nhìn dưới chân, cũng đừng ngã. Ừm, dịu dịu hàm hồ ứng, con mắt chuyển, chợt sáng lên, chỉ vào dưới cây liễu cái kia từ vàng ống ánh cây nấm. Cái kia có ăn ngon hay không? Gọi là hoàng liễu nấm, hoàng đế mơ hồ nhìn nhìn, liền nhận ra, cười nói: Ăn ngon thế là dịu dịu ngồi xổm người xuống, tại không thương tổn đến phần đáy cán dù tình huống dưới, thận trọng đem cái kia một lùng cây nấm hái, cắt qua cái rổ nhỏ bên trong. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, càng là đi vào trong động, cây nấm liền càng phát ra nhiều, cỏ cây cũng càng thêm tràn đầy, cũng không lâu lắm, dịu dịu cái rổ nhỏ cũng đầy đầy đương đương. Nếu như hoàng đế một mình ở đây, tự nhiên không sợ, lại cứ bên người có một con miêu miêu, liền phải phá lệ cẩn thận chút, ra hiệu vệ hổ nhóm tản ra dò xét về sau, lại cùng dịu dịu nói. Chúng ta trở về đi. Không muốn, lúc này mới bao lâu đâu, dịu dịu ở nhà lúc, vẫn không có thể đến trong núi rừng chơi qua đây, lúc này nào đâu bỏ được đi. Tìm tiếp. Hoàng đế ngồi sổng người xuống khuyên nàng. Đã hái rất nhiều, hai người chúng ta ăn, đầy đủ. Còn có cha mẹ cùng các ca ca đâu, dịu dịu ánh mắt thanh tịnh, chân thành nói không thể ăn một mình. Hoàng đế trong lòng có thoáng qua hổ thẹn, lập tức lại góp quá một trương mặt to đi, xấu xa nói. Nói cách khác, trẫm có thể ăn dịu dịu điểm tâm nhỏ rồi. Đương nhiên không thể, dịu dịu nghiêng cái đầu nhỏ bán manh. Dịu dịu đáng yêu như thế, tiểu ca ca nhẫn tâm khi dễ sao. Hoàng đế trong lòng manh điểm lại bị đâm chọc, kìm lòng không được xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, cưng chiều nói. Đương nhiên không đành lòng tiểu ca ca là người tốt dịu dịu thuần thục phát một trương thẻ người tốt cười rất ngọt đi thôi đi thôi hái nấm đi nàng cái rổ nhỏ đã đầy tự nhiên giả bộ không đi vào hoàng đế cũng không có đeo cái rổ lại không muốn gọi người tới quấy hai người ở chung dứt khoát giải ngoại bào thịnh phóng ngược lại là thỏa đáng không bao lâu liền tích rất nhiều bọn hắn lúc ra cửa mặt trời tạnh một phái tươi đẹp có lẽ là hôm nay số phận không tốt cũng không lâu lắm Sắc trời lại âm trầm. Có lẽ là trời muốn mưa. Hoàng đế tự nói một câu, khoát khoát tay, đưa tới nội thị, đem cái rổ nhỏ đưa tới, lại lấy hai cây dù, một thanh cho mình, một thanh cho Diệu Diệu. Cầm, chờ một lúc trời mưa, liền trước chống ra. Diệu dịu trong tay cây dù kia, vẫn là nàng từ Ngụy Quốc công phủ mang vào cung, nho nhỏ, tinh xảo thanh tú, chính thích hợp tiểu hài tử dùng chính hồng sắc mặc dù bên trên vẽ trắng thuần hoa lê, bút lực phi phàm, chính là động thái phó tự tay vẽ ra, nhị sắc giao sấn, cực kỳ xinh đẹp. Tả hữu còn không có trời mưa, dịu dịu cũng không có mở ra, chỉ tùy ý cầm ở trong tay. Không có cái rổ nhỏ, nàng hành tổ thuận tiện rất nhiều, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, bốn phía quan sát, tràn đầy phấn khởi. Không bao lâu, liền có chút hơi dấu hiệu sắp mưa, nhìn tuy không có lớn, nhưng cũng phiền phức. Hoàng đế liền gọi nàng Diệu Diệu mở ra dù chúng ta trở về tốt a à. tiểu cô nương cũng phát giác được sắc trời là lạ đem dù chống ra quay đầu đi trở về có lẽ là đuổi kịp đúng dịp có lẽ là lúc đến có chút sơ ý Diệu Diệu đi trở về lúc mới phát hiện hơi có chút lúc đến không có vật phát hiện chạy chậm đến đến khác một bên bụi cỏ chỗ nàng đem cái kia bụi thảo gỡ ra liền gặp đỏ chói một đóa cây nấm chín nửa chặn nửa che giấu ở chỗ nào, nhưng dễ nhìn. Tiểu ca ca mau nhìn. Dịu dịu ngồi sổng ở tại chỗ, kinh hỉ nói. Đóa này cây nấm sinh thật đẹp. Hoàng đế cách nàng không xa, gặp nàng chạy đi, đang có chút bất đắc dĩ, dư quan quét gặp cái kia đóa cây nấm, trong lòng chợt giật mình, suýt nửa la lên. Cái kia cây nấm tên gọi hồng phất nữ, lấy màu sắc làm tên, không chỉ có ăn chi có độc, mà lại bên cạnh thường thường có độc xà chiếm cứ. Diệu Diệu sợ hù đến tiểu cô nương, hoàng đế nói rất nhẹ nhàng, một bên quá khứ vừa nói. Nhanh lên một chút tới, nó không thể ăn. Nhưng mà tiểu cô nương ngồi sổng ở tại chỗ, miễn cưỡng khen, không nhúc nhích. Hoàng đế có chút hoảng hốt, chỉ sợ quá khứ chậm, tiểu cô nương bị xà răng rắc cắn một cái. Ba chân bốn cẳng quá khứ, hắn trước đem nàng kẹp lấy ôm lấy, thối lui mấy bước mới cẩn thận đi nhìn, nhìn mấy giây lát, liền phát hiện cái kia đóa cây nấm cách đó không xa nằm lấy một đầu sắt thái lộng lẫy xà, âm hiểm phun huyết hồng lưỡi. Hoàng đế trong ngực còn ôm dịu dịu, không muốn dây dưa, vội vàng lại lui lại mấy bước, trong lòng hiểu được. Lúc ấy không phải tiểu cô nương không muốn động, tám thành nàng nhìn thấy con rắn kia, bị sợ ngây người. Dù sao nàng có bao nhiêu sợ những này rắn rết, hắn lại quá là rõ ràng. Không sao, không sao. Hoàng đế đau lòng vỗ vỗ nàng vai, lại dùng tay ấm áp chỉ đi vuốt ve gò má nàng. Tiểu ca ca ở đây, dịu dịu đừng sợ. Tiểu cô nương tự hồ hòa hoãn lại, lòng còn sợ hãi, nằm ở hắn ấm áp trong ngực, tiểu tiểu thanh nói. Hù chết dịu dịu. Chớ sợ chớ sợ, đều đi qua, hoàng đế ra hiệu vệ hổ nhóm tiến đến xử trí, mình thì ôm tiểu cô nương hướng ngự lâm viễn hành cung bên trong đi, nói sang chuyện khác chúng ta không phải hái rất nhiều cây nấm sao trước gọi ngự trù làm đến buổi trưa hôm nay nếm thức ăn tươi có được hay không trong trí nhớ ấm áp mà tươi hương đồ ăn khiến cho dịu dịu giữ vững tinh thần đến được nhóc đáng thương hoàng đế đưa nàng ôm càng chặt chút yêu thương nói khẳng định dọa sợ kỳ thật cũng còn tốt dịu dịu nghĩ nghĩ nhẹ nhàng nói vừa mới bắt đầu có chút sợ về sau nghĩ đến mang theo dù liền không sợ. Hoàng đế có chút không hiểu. Cái này cùng mang theo dù có quan hệ gì. Diệu diệu có thể làm bộ mình là một đóa cây nấm nha. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, chân thành nói. Hoàng đế cứng một cái chớp mắt, lập tức hiểu. Cho nên ngươi liền ngồi xổm ở chỗ ấy không nhúc nhích. Cây nấm là sẽ không động, diệu diệu nếu là động, sẽ bị phát hiện. Diệu diệu mắt hạnh công lên, vui vẻ nói, thật hữu dụng tác giả có lời muốn nói. Xà, thè lưỡi. Như thế ngốc manh, cũng không quá muốn cắn nàng. Chương 20 Hoa yêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tốt A Hoàng đế yên lặng đem vọt tới bên miệng nhi mà nói nuốt xuống. Ngự trù tay nghề hoàn toàn chính xác xuất chúng, nửa phần đều chưa từng cô phụ dịu dịu cái này nửa ngày vất vả. Cây nấm hoặc bị nấu canh, hoặc bị cùng thịt gà cùng xào, hoặc bị dùng để cùng tươi tôm nấu cháo, càng có bị lấy ra cùng bào ngư cùng hầm, cực kỳ ngon, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Diệu diệu đem bụng nhỏ ăn tròn vo, mới tại hoàng đế ngăn lại phía dưới, lưu luyến không rời ngừng đũa. Mưa nhanh ngừng, hoàng đế từ cửa sổ hướng ra phía ngoài, nhìn một chút thời tiết, nói. Chờ một lúc chúng ta liền rời đi chỗ này, trẫm cùng diệu diệu bốn phía dạo chơi, mua một chút ăn vặt loại hình mang về cung đi. Câu nói này vừa ra tới, dịu dịu nhỏ cảm xúc liền không có, hai mắt sáng tinh tinh nhìn xem hắn, bên trong tràn đầy đều là chờ mong. Không sai biệt lắm, hoàng đế lắc đầu bật cười, ngoắc ngoắc nàng chắp mũi, ôm nàng ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Kim Lăng vốn là triều đại cổ thành, đại tần đóng đô nơi này mấy trăm năm, cực điểm phùng thịnh, tuy là mưa rào sơ nghỉ, phiên chợ bên trên quán nhỏ lại ngươi chen ta ta chen ngươi, tràn đầy một đường phố hoàng đế ôm dịu dịu chậm ung dung đi dạo chính cầm một mặt trống lúc lắc đùa nàng chơi lại nghe một bên có người nghị luận vũ nguyên hầu chi nữ vào kinh thuyền tập bờ lúc quan trương liền dời một canh giờ tư thế kia chật chật ngươi lại không biết có người khác nói nghe nói trần phu nhân mang nhà hắn tiểu nương tử lúc mộng thấy tuyết liên vào lòng cảm giác mà có thai cùng hắn gia lão đại người giảng lão đại nhân bấm ngón tay tính toán nói nàng trong bụng chi nữ không phải là phàm nhân quả nhiên trần gia tiểu nương tử sinh thanh lệ thoát tục giống hệt liền là thiên tiên hàng thế hắc ta nghe nói trần gia lão thái gia nói tiểu nương tử này có đại vận đạo cho nên tự mình giáo dưỡng nàng thiếp thân là người đứng đầu lăng la cửa vào chính là hoa giang thanh lộ cái kia tiểu nương tử sinh mà bất phàm người bình thường cách nàng ba thước liền không cho phép lại gần nếu không chiếm phàm nhân tục khí không phải bệnh một trận không thể quanh mình người vừa đúng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục lại có loại sự tình này a à? đây là trần gia lão thái gia nói lời tự nhiên làm được chuẩn năm trước trần gia tiểu nương tử bệnh một trận sau khi tỉnh lại liền nói thần tiên nhập mộng gọi nàng đi về phía nam đi nàng chiếu phân phó làm người vừa đến dương châu bệnh liền tốt trần gia lão gia không yên lòng ái nữ cố ý tiến đến thăm viếng vừa vặn tránh đi kim thượng đăng cơ cái kia chuyện vặt nhi cái này còn không phải thiên mệnh a? À. vả lại người kia lời thề son sắc nói nhớ năm đó cao tổ cùng trần gia vũ nguyên hầu tước vị không phải liền là bởi vì nhà bọn họ lão tổ tông thần cơ diệu toán có biết thiên cơ à? lời này ngược lại là thật năm đó cao tổ khai quốc thiết lập 8 nhà công phủ một số hầu phủ bá phủ hứa hẹn vĩnh thế tướng tập nhưng mà mấy trăm năm xuống tới hoặc đoạn tự hoặc phế tước vị công phủ bên trong chỉ có anh quốc công phủ cùng ngụy quốc công phủ hai nhà vẫn còn tồn tại hầu phủ lưu vẫn còn nhiều chút vũ nguyên hầu phủ chính là một nhà trong đó theo chở đời thứ nhất vũ nguyên hầu có thể thông quỷ thần có thế khuy thiên cơ sớm gặp cao tổ có thiên tử khí tại hắn chưa từng phát đạt lúc liền là chi ra roi lao khổ công cao lúc này mới được tước vị đời thứ nhất vũ nguyên hầu bắt đầu nhi hắn hậu đại liền một mạch truyền tập cũng đi giống nhau đường đi vùi đầu quỷ thần mà nói, không thể tự kềm chế. Cao tổ sau hoàng đế chưa hẳn đều thích những này thần thần đạo đạo sự tình, nhưng mà cái kia dù sao cũng là khai quốc công thần hậu nhân, đại tần cũng không có cái nào một đầu luật lệ nói trầm mê ở phong kiến mê tín hoạt động liền tội đáng chết vạn lần, chỉ cần không có phạm tội, liền hứa bọn hắn tiếp tục thừa kế tước vị, mãi cho đến hoàng đế thế hệ này. Diệu diệu dựng thẳng lỗ tai nhỏ, nghe người ta nói nửa ngày bác quái, lặng lẽ cùng hoàng đế kề tai nói nhỏ. Bọn hắn nói đều là thật sao? Tiểu thư kia tỷ thật có thần kỳ như vậy. Dạ, hoàng đế nhìn một chút dày đặc đám người, lắc đầu, tìm người thiếu địa phương, mới nói. Trần gia đưa nàng thanh danh truyền quá rộng, trêu đến tiên đế mấy vị hoàng tử động tâm, muốn nạp nàng, dù sao vũ nguyên hầu phủ không tính cường thịnh, tuy là cự phú, lại không có quyền chui, làm sao có thể cưới làm chính phi. Hắn lộ ra mấy phần mỉm cười. Nàng vội vàng rời kinh, đơn giản là gặp tiên đế chư hoàng tử hỗn loạn, không tốt đặt cược, lúc này mới xa xa né tránh thôi. Diệu Diệu nghe được cái hiểu cái không, tiếc núi nói: "Cái kia nàng đến cùng có phải hay không Tuyết Hoa Sen chuyển thế đầu thai?" Ai biết được, hoàng đế đối cái này không có hứng thú, tùy ý nói một câu, liền dời đi chỗ khác câu chuyện. "Đi, chúng ta mua kẹo mạch nha đi." vừa nhắc tới đường, Diệu Diệu lập tức đem tuyết hoa sen chuyển thế ném đến lên chín tầng mây đi, cao hứng bừng bừng vòng lấy hoàng đế cái cổ, tế thanh tế khí cùng hoàng đế thương lượng, dự định nhiều mua chút mang về. Con đường này rất dài, hoàng đế tuổi trẻ thể kiện, ông một con béo miêu miêu, cũng là không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là không kiên nhẫn nhiều người ngữ tạp, đem Diệu Diệu thích đều mua, liền ôm nàng hướng chu tước đường phố đi, lên mã, dự bị rời đi. Chu tước đường phố tới gần Kim Lăng Quang lại huân phủ đệ nơi tụ tập, vãn lai người tự nhiên cực ít, nhưng mà mỗi quá khứ một chiếc xe ngựa, bên trong cố gắng liền ngồi một cái mười phần khó lường nhân vật. Dịu dịu bụng nhỏ còn có một chút chống đỡ, tựa ở hoàng đế trong ngực tiêu thực, chính uể oải hợp lấy mắt đâu, liền nghe có tiếng người gọi nàng. Dịu dịu. Nàng lập tức mở mắt ra, thuận thanh âm kia đi xem, liền gặp một cổ chạy qua xe ngựa rèm xốc lên một đường nhỏ, một cái quen thuộc Tuấn tú tiểu cô nương chính nhìn nàng cười là an bình hầu chi nữ Lương Đình Đình dịu dịu tốt nhất tiểu đồng bọn Hoàng đế không biết Lương Đình Đình nhưng nghe nàng dạng này hô một tiếng gặp lại tiểu cô nương phản ứng cũng biết hai người quen biết liền ghìm chặt ngựa gọi bọn nàng hai cái nói một câu lớn tuổi chút tiểu nương tử tại cửa xe ngựa lúc là không tốt vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhưng Lương Đình Đình lúc này dù sao còn nhỏ lại là vũ gia xuất thân tự nhiên không so đo những này vụn vặt chi tiết nhìn một chút bên người mẫu thân nàng nói mẹ ta nghĩ đi nói với diệu diệu một lát lời nói đi thôi đi thôi dù sao canh giờ cũng còn sớm an bình hầu phủ cùng ngụy quốc công phủ riêng có thông gia chuyện tốt lương phu nhân thích diệu diệu cũng không có quy củ nhiều như vậy giúp đỡ nữ nhi đẩy ra màn xe hướng diệu diệu bên kia nhi nhìn thoáng qua người liền ngây ngẩn cả người nàng nguyên lai tưởng rằng là ngụy quốc công mang theo diệu diệu ra cưỡi ngựa lúc này thấy một lần mới biết được là hoàng đế trong lòng cả kinh vội vàng muốn xuống xe hành lễ xuất hành tại bên ngoài phu nhân bất tất câu nệ hoàng đế không muốn giống trống khua chiên ra hiệu không cần cũng thế nam nữ trẻ tuổi đứng tại trên đường nói chuyện gọi người trông thấy cũng không ra thể thống gì lương phu nhân nhẹ nhàng gật đầu bày ra lễ một lần nữa đem màn xe cài đóng Lương Đình Đình lại không biết hoàng đế là ai, chỉ nói là dịu dịu gia thân thích, có chút hiếu kỳ dò xét hắn một chút, liền không có hứng thú, lôi kéo dịu dịu qua một bên mà đi, nhỏ giọng tức giận nói. Dịu dịu ngươi biết không, mẹ muốn dẫn ta đi gặp trần gia cái kia hoa yêu. Cái nào hoa yêu? Dịu dịu không rõ ràng cho lắm, nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói. Cái kia tuyết hoa sen chuyển thế tiểu tỷ tỷ Chính là nàng. Lương Đình Đình miết miệng, tức giận cùng dịu dịu phàn nàng. Ta không thích nàng, trước đó đi nhà bọn hắn, ta rõ ràng không có đụng phải váy nàng, cách thật xa đâu, nàng liền chê ta bẩn, mặt lạnh lấy cho ta nhìn, còn cố ý đi đổi một thân y phục, gọi mẹ thật là khó có thể. Thật quá phận, dịu dịu lòng đầy căm phẫn, dừng một chút, vừa nghi nghi ngờ. Vậy ngươi hôm nay làm sao còn đi? Nàng mẹ là ta cha tỷ tỷ, Lương Đình Đình rầu rĩ nói bởi vì lúc trước sự tình, cha cùng mẹ ầm ĩ một trận, lúc này quá khứ, không phải là vì gặp hoa yêu, là sợ cha không vui. Diệu diệu có chút đồng tình nhìn xem nàng. Không đi không được sao? Ừm, Lương Đình Đình cũng không vui. Cũng may hoa yêu từ Dương Châu mang theo bánh ngọt điểm tâm ăn, đến lúc đó ta cách xa nàng xa, chỉ ăn đồ vật chẳng phải xong rồi. Diệu diệu nghe xong bánh ngọt điểm tâm, liền không nhịn được bắt đầu chảy nước miếng, nhìn một chút tiểu đồng bọn an ủi vậy cũng rất tốt nha chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng tượng gọi mình vui vẻ lương đình đình biết nàng thích ăn nghĩ nghĩ nói nhà các ngươi hẳn là cũng sẽ thu được thiệp mời dịu dịu nếu là muốn ăn cũng có thể đi thật sao dịu dịu mắt sáng rực lên đương nhiên là thật trên thực tế chỉ cần không phải sinh tử đại thù huân quý mời khách cho tới bây giờ đều là lượt phát thiệp mời, nhà ai cũng sẽ không thất lạc. Diệu Diệu cũng đi đi, Lương Đình Đình lung lay cánh tay nàng, cầu khẩn nói. Coi như là theo giúp ta làm bạn nha. Lương Đình Đình là cái giảng nghĩa khí tiểu cô nương, Diệu Diệu gặp phải sự tình lúc, tổng giúp đỡ nàng, bởi vì so với nàng lớn hơn một tuổi, cùng nhau chơi đùa lúc cũng rất chiếu cố nàng, lúc này mở miệng thỉnh cầu, cũng không phải cái đại sự gì, Diệu Diệu tự nhiên sẽ không cự tuyệt nghĩa bạc vân thiên vỗ vỗ lồng ngực nàng nói tốt nói quay đầu chạy đến hoàng đế trước mặt đi cùng hắn nói chuyện này dịu dịu hoàng đế hôm nay vốn là bồi tiểu cô nương ra chơi tự nhiên sẽ không cự tuyệt chỉ là có chút lo lắng nhìn một chút nàng tròn trịa bụng nhỏ nói ngươi còn ăn được sao dịu dịu quá khứ mới mới không phải vì ăn tiểu cô nương miễn cưỡng giải thích là vì bồi hảo bằng hữu hoàng đế hừ một tiếng mang theo nàng lên ngựa vậy thì đi thôi ngụy quốc công phủ tốt gian xảo trần phu nhân cầm trong tay chén trà trùng điệp đập tới trên bàn ngữ khí không cam lòng biết rõ con ta sinh mà bất phàm lại thừa dịp ngươi không tại vì nhà mình tiểu nương tử lập một cái phượng mệnh bác thanh danh tiểu nha đầu kia năm nay mới bao nhiêu lớn cũng không sợ phúc khí quá dày chịu không nổi mẹ nói cẩn thận Trần Hoa đồng tố y gia thân, phản phất choàng ngân trăng thanh huy, khuôn mặt sáng trong, không giống phàm trần đám người. Loại lời này không thể tùy tiện nói. Ngươi bảo ta làm sao không khí. Trần phu nhân tự biết thất ngôn, nhưng mà trong lòng buồn bực, cuối cùng nói. Bệ hạ đem ngụy gia tiểu nương tử tiếp tiến cung đi, có thể thấy được là tin mệnh lý mà nói, nhưng ngụy thị nữ lúc này mới mấy tuổi. Như đổi lại ngươi. Ai? nói xong lại là trùng điệp thở dài một tiếng mẹ không phải đã nói rồi sao ngụy gia tiểu nương tử còn nhỏ trần hoa đồng chấp chải động tác thư giãn tự phát đỉnh chảy đến đuôi tóc mới nói nên có chắc chắn sẽ có không nên có dù cho tạm thời đạt được cũng cuối cùng sẽ mất đi đem lượt cắt lại nàng nhìn gương tự nói thời gian còn rất dài đâu